Chương 2.101, bàn tay tái nhật 2, nam tử trung niên không nói gì, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, sau đó vươn tay, hắn rõ ràng đang ở vị trí cách khoảng một trượng, nhưng hắn vừa vươn tay ra, cả người đã tới trước người lão giả họ tiêu. ầm um. trong nháy mắt bàn tay tái nhật đó chạm đế quang quyển màu vàng đất, vòng ngọc màu vàng đất vỡ vụng, xin ngươi tha cho ta. Lão giả họ tiêu hét to, hắn dường như biết sự cử đại của nam tử trung niên này. Bông tuyết màu đen bay xuống, hạ xuống người nam tử trung niên lại không mang tới bất kỳ tác dụng gì. Tay hắn vẫn tiếp tục vương về phía trước, tóm lấy đầu lão giả họ tiêu, xây. Đầu lão giả họ tiêu bị kéo xuống, nam tử trung niên tay cam đầu lão giả họ tiêu, lòng bàn tay có máu dính nhớp chảy xuống, bọc lấy cả cái đầu, đầu và máu đỏ sẫm dung nhập với nhau, từ lòng bàn tay chui vào, phu trùng cảnh, đầu tuyệt vời, nam tử trung niên lắc lắc đầu, thở ra một hơi, có chút đờ đẫn nói. Chúc Phan thấy một màn này thì chết để cứng đờ, hắn cảm thấy nhiệt lượng trong thân thể đang nhanh chóng trôi đi hắn đã xác nhận một chuyện hai tu sĩ ngày hôm qua là bị người này giết chết chúc phạm không chút do dự say người thuấn di bỏ chạy về phương hướng khác nam tử trung niên này chỉ vươn tay là có thể vặn như một tu sĩ phù trùng cảnh xuống hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của người này không chạy thì còn chờ tới lúc nào hắn thậm chí không có ý định phát tín hiệu thông chi cho bọn bất tiếu đạo nhân bởi vì một tu sĩ rất có thể đã vượt qua phù trùng cảnh gọi bọn bất tiếu đạo nhân là kim thân cảnh tới đây để chịu chết à hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Cảnh giới tu vi của kẻ giết người ngày hôm qua lại khủng bố như vậy, bởi vì một tu sĩ vượt qua phù trùng cảnh, ở Bắc Địa Khôi Hầu muốn giết ai là không ai có thể ngăn được. Hắn việc gì phải giết người để lại lời nhắn. Chu Phàm đúng là không nghĩ ra. Nam tử trung niên hơi nghiêng đầu, nhìn về phía phương hướng Chu Phàm bỏ chạy, hắn lại quay đầu về, dùng ngón tay viết chữ, mượn đầu dùng một chút, huyễn nhân hồi. Sau khi viết xong, hắn cúi đầu do đẫn như máy móc nói. Bước đầu tiên, tìm tới tu sĩ, luyện hóa đầu hắn giá họa cho huyễn nhân hội bước thứ hai không thể tiết lộ tung tích phải giết chết tất cả người thấy hắn giống như bọt nước biến mất tại chỗ trúc phàm vốn đang thuấn di bỏ chạy thấy phía trước xuất hiện một bọt máu kỳ quái to bằng đầu người sắc mặt hắn khẽ biến không dám dừng lại cũng không dám tiếp xúc với bọt máu mà là lập tức thay đổi một phương hướng nhưng bất kể hắn đổi sang phương hướng nào đều có thể nhìn thấy bọt máu bồng banh trong lòng hắn lập tức châm xuống không thể không dừng chân bọt máu phốc một tiếng vỡ ra một lượng lớn huyết thủy rơi xuống đất hóa thành nam tử trung niên vừa thấy cặp mắt quỷ dị đó của hắn nhìn chằm chằm chu phàm đang ở vào trạng thái ẩn thân chu phàm xâm mặt hắn biết đối phương có thể thấy hắn sức khoát giải trừ trạng thái ẩn thân ngươi là ai chu phàm trầm giọng hỏi tay hắn một mực nắm chặt chuôi đao nam tử trung niên không nói gì sắc mặt hắn hờ hững vươn bàn tay tái nhợt đó ra bàn tay tái nhợt dần dần phóng to trong mắt chu phàm hắn cảm thấy máu toàn thân bị đóng băng ở hắn cuối cùng có thể cảm nhận được rõ ràng loại sợ hãi khi đối mặt với nam tử trung niên của lão giả họ tiêu trước khi chết chỉ là máu của hắn không phải dị huyết bình thường mà là long thần huyết trong nháy mắt máu bị đóng băng lập tức bốc cháy giữa kế môi chu phàm phát ra một âm tiết gợn sóng màu vàng lan ra bàn tay tái nhợt ngừng lại lúc này chu phàm mới nhìn thấy thân thể có chút mơ hồ của nam tử trung niên đã đứng ở trước người hắn trên da của chu phàm nổi lên một tâng da gà Da gì của hắn ra khỏi vỏ chén ra một đao nói đúng hơn là nên là từ trong chém ra ngoài các lực lượng như chân nguyên toàn thân võ thế toàn bộ đều trộn lại với nhau nhưng không hỗn loạn là một đao thuần túy một đao khó có thể tưởng tượng phách địa thức âm một tiếng một trùng quang mang màu trắng bắn ngang ra mau bắn lên khi quang mang rực rỡ tản đi chu phàm nỗ lực dùng đao gì chống đỡ mới không ngồi bề xuống đất trước mắt hắn xuất hiện một vết đang nửa lõng xuống vết đao cháy đen phủ kín đá nhỏ vụng nhìn vết đao to lớn mình chém ra hắn cũng vì thế mà cảm thấy khiếp sợ uy lực của phách địa thức chân chính đúng là quá đáng sợ có điều hắn vẫn lập tức trở nên cảnh giác cho dù phách địa thức có uy lực khủng bố nhưng cảnh giới của nam tử trung niên không rõ chưa chắc đã bị hắn giết chết một cái đầu từ trong không trung nhẹ nhàng hạ xuống chính là đầu của nam tử trung niên tập mắt đặc biệt của hắn nhìn chằm chằm chu phàm không còn đỡ đẫn giống như máy móc lúc trước mà là biến thành âm lãnh sắc bén đao pháp mạnh quá chỉ là nguyên dịch cảnh cho dù là vị đó của kiếm tông đích thân tới ở cảnh giới như vậy cũng không thể dùng kiếm tạo thành phá hoại lớn đến thế. Chương 2102, một trưởng vẫn chưa chết. Sắc mặt Chu Phàm đại biến, hắn nhanh chóng từ trong phủ đại lấy ra một bình đan dược, đổ toàn bộ đan dược trong bình vào miệng, dùng điều này đẩy cấp tốc khôi phục chân nguyên của thân thể. Chu Phàm cố chống đỡ, hắn giơ đao lên, hắn không muốn nhiều lời với nam tử trung niên, hắn muốn chém nát đầu nam tử trung niên, chỉ là dưới đầu của nam tử trung niên có huyết nhục mắt máy, đang không ngừng xin trưởng, đầu bay về phía sau, rời xa Chu Phàm, hắn âm trầm nói nếu hôm nay ngươi không chết trong tay ta thế gian nhất định sẽ có thêm một cường giả mắt chu phàm co rút lại bởi vì thân thể của nam tử trung niên đang chậm rãi thành hình hắn không chút do dự thu đao thi triển thân pháp cấp thuấn di bỏ chạy vào sâu trong bắc điện hắn có thể cảm thấy hắn chưa chắc đã có thể giết chết đối phương đối phương đạt tới một cảnh giới rất lợi hại nếu không nục thân sẽ không sinh trưởng ra nhanh như vậy đây rất có thể là bất tư cảnh nhưng không nghe nói năng lực tái sinh của bất tử cảnh khủng bố như vậy đa sắc có thể so sánh với minh tức nghịch luân thể hoàn thiện rồi tóm lại nếu đao này của hắn không giết được đối phương vậy muốn chạy trốn cũng không có cơ hội hắn chạy trốn vào sâu trong bắc địa là vì biết hắn cách danh địa quá xa hơn nữa cho dù bỏ chạy về bên danh địa cũng chưa chắc đã có người có thể cứu được hắn so với như vậy còn không bằng bỏ chạy vào sâu bên trong đúng là lựa chọn chính xác nam tử trung niên nhìn phương hứa chu phàm bỏ chạy hành nếu chu phàm vừa rồi khăng khăng muốn giết hắn chu phàm đã chết rồi hắn không vội đuổi theo cho đến khi nực thân của hắn hoàn toàn thành hình, hắn chân trung đứng ở tại chỗ, sau đó tay trái thò vào trong cái miệng có mở ra, rút lấy một túi chữ vật, từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện y bào màu trắng sạch sẽ mặc vào. Khuôn mặt tái nhợt đó của hắn bỗng nhiên đỏ lên, đột nhiên trong miệng phun ra một búng máu, máu chảy xuống đất, bốc lên khói trắng, mùi máu tanh phiêu tán theo gió, không ngờ lại để một tu sĩ nguyên dịch cảnh cường hành lay tỉnh ta. Nam tử trung niên nhìn máu trên mặt đất, hãy thở dài, thân thể bị Đang mộc tiểu hồng đánh cho bị thương vất vả lắm mới khôi phục một chút lại quay về tình trạng lúc trước rồi mặt nam tử trung niên lại khôi phục màu xám trắng hắn nhìn về phương hướng chu phàm giao tao lộ tiên chạy trốn của ngươi đúng là đặc thù như ngươi hủy tâm huyết nhiều ngày của ta như vậy ta chỉ có thể giết ngươi thân thể hắn hóa thành cái bóng màu máu rồi tiêu tán chu phàm đang chạy như điên long thần huyết và đan dược khiến cho chân nguyên của hắn đang không ngừng khôi phục nhưng đầu hắn giống như sắp nổ tung xương cốt toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn đây là di chứng của sử dụng phép địa thức đao pháp này uy lực cường đại không tránh khỏi có ảnh hưởng đối với nhân hồn thân thể nếu không đã không phải là trong thời gian ngắn không thể chém ra đao thứ hai như may mà chân nguyên đang khôi phục giúp hắn sử dụng thân pháp cấp thuấn di càng đi vào bên trong tiểu não ma lại càng dày đặc từng đàn tiểu não ma cũng cảm ứng được sự tồn tại của chu phàm đuổi theo hắn chu phàm không lo lắng những tiểu não ma này hắn lo lắng nam tử trung niên thực lực đáng sợ ở phía sau hơn dẫu sao vừa rồi hắn sử dụng thân pháp cấp thuần di cũng vẫn bị nam tử trung niên đuổi kịp tâm tư của hắn điên cuồng xoay chuyển nghĩ đến nam tử trung niên rốt cuộc là làm thế nào mà đuổi kịp hắn nhưng hắn thật sự không nghĩ ra nam tử trung niên là làm thế nào mà đuổi kịp hắn xem ra nam tử trung niên đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian trúc phàm không thể không nhìn thẳng vào sự thực này hắn bỏ lại từng đàn tiểu não ma ở sau người hắn còn nhìn thấy trong tiểu não ma sau so lưng hắn tồn tại mấy tiểu não ma cấp kim hiện tại hắn cách khu vực trung tâm của bắc địa chỉ sợ cũng rất gần hắn chạy tới bên này là nghĩ có thể tìm được biện pháp cắt đuôi nam tử trung niên này không nếu thật sự không có biện pháp vậy chỉ có thể nhớ chu tiểu miêu giúp đỡ nhưng cảnh giới tu vi của hắn sánh nam tử trung niên mà nói là quá thấp chu tiểu miêu đi ra có biện pháp giúp hắn hay không hắn cũng không dám khẳng định cho nên hắn muốn tự mình thử một chút thật sự không có cách nào mới nhờ chu tiểu miêu giúp đỡ bước chân của hắn không ngừng thậm chí không nhịn được nhìn về phía hồng não ma to lớn bồng banh trong không trung hắn nghĩ nếu hắn sử dụng ngự phong thuật bay về phía hồng lão ma nam tử trung niên có dám đuổi theo không chu phàm nghĩ như vậy rất nhanh hắn lại thấy phía trước xuất hiện một bọt máu tim hắn lập tức đập mạnh hắn tới rồi chưa hai nghìn bốc phét chu phàm lập tức thay đổi phương hướng phía sau vẫn có không ít tiểu não ma đi theo hắn phát ra tiếng chạy râm rồng giống như lần trước như vậy bất kể chu phàm biến hóa phương hướng nào bọt mau đó đều sẽ rất quỷ dị hiện lên ở phía trước hắn chu phàm hừ lạnh một tiếng hắn không thay đổi phương hướng nữa rút đao gì ra đao gì chém về phía trước mấy chục đạo khoái đao cương bắn nhanh về phía bọt máu bọt máu tỏa ra huyết quang khoái đao cương lập tức bị đánh tan chu phàm không thể dừng lại phía sau hắn có khoảng mấy trăm tiểu lão ma đuổi theo dừng lại sẽ phải đối mặt với sự vây công của nhiều tiểu lão ma như vậy hắn cam đao gì hung hắn phóng tới bọt máu bọt máu vỡ ra có vô số huyết thì từ trong trào ra nhanh chóng biến ảo thành nam từ trung niên nam tử trung niên nhìn chu phàm cùng với mấy trăm tiểu não ma đi theo phía sau hắn sắc mặt hờ hững đánh ra một trưởng vui trưởng lực quét ra một tân cuông phong màu đen mắt chu phàm thắt lại vô lượng thế lập tức phát động đồng thời hắn chém ra một đao từ kim quang mang hóa thành từ kim thuẫn bài to lớn chỉ là khi chạm vào cuồng phong màu đen thân bài liền vỡ nát từng tấc chu phàm bay ngược về phía sau trong miệng hắn ho ra một búng máu ngã xuống đất hắn lập tức từ dưới đất đứng lên chỉ cảm thấy toàn thân giống như rụng rời mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ lúc này hắn mới phát hiện mấy trăm tiểu lão ma vốn đi theo phía sau hắn toàn bộ đều bị cuồng phong màu đen trưởng lực quét ra khiến cho hóa thành máu màu đen một trưởng đáng sợ quá nam tử trung niên chậm rãi thu hồi bàn tay nắm tay lại ung miệng ho khẽ mặt lộ vẻ nạc nhiên nhìn chu phàm thấp giọng nói không ngờ ngươi lại không chết sắc mặt chu phàm trầm trọng không đáp lại nếu không có tử kim đao cương và vô lượng thế vừa rồi hắn đã chết dù là như vậy trường đó vừa rồi của nam tử trung niên đã vượt qua cực hạn của vô lượng thế hiện tại nếu không vừa rồi hắn đã không bị thương ngươi đúng là rất xuất sắc ta không nỡ giết người trên mặt nam tử trung niên hiện lên vẻ hứng thú bất kể là vừa rồi ngươi đỡ trưởng đó của ta hay là đau lúc trước ngươi chém ra ngươi là hậu bối xuất sắc nhất mà ta nhiều năm qua mới gặp một khi đã như vậy tiền bối tha cho ta được không chu phàm bỗng nhiên cười nói ta và tiền bối không cứu không oán tiền bối không cần nhất định phải giết ta mà hơn nữa nói một kích không dễ nghe. Nếu tiền bối giết ta, trưởng bối sư môn ta khẳng định sẽ tìm đến tiền bối trả thù, đối với tiền bối mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng nói, oai nhi ngươi muốn uy hiếp ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Không biết, chú phàm thấy nam tử trung niên không lập tức xuất thủ, trong lòng hắn chuyển động, nhi phương pháp đào thoát, đồng thời mở miệng nói. Nhưng hắn thật sự không biết phải làm thế nào cho phải, tùy thời chuẩn bị gọi chu tiểu miêu cứu mạng, ta là chi giáp nguyên, ngươi là người của nghi loan ti, ngươi đã nghe qua tên của ta chưa? Thi giáp nguyên thản nhiên liếc lệnh bài nghi loan ti bên hông chu phàm hỏi. Thi giáp nguyên, mắt chu phàm thắt lại, ngươi là vị thi chủ đó của hoạt tử chi à? hắn từng ở trong báo cáo của hoạt tử chi loáng thoáng nhìn thấy tên của thi chủ, nhưng chưa từng thấy bức họa của thi chủ, bởi vì báo cáo nói thi chủ tự xưng là chi giáp nguyên, nhưng mặt hắn không ngừng biến ảo, bức họa truy nã cũng không có ý nghĩa. huyệt thái dương của chu phàm nhảy lên hắn cảm thấy chắc không sai rồi. Khuôn mặt tái nhật đó, rõ ràng là từng tu luyện công pháp quỷ đạo, tu vi lại cao như vậy, quả thật rất phù hợp với đặc trưng của vị thi chủ đó. Ngươi biết ta là thi chủ, vậy chắc hiểu, ở thế gian này ta hoặc là sẽ kiên kỵ một số người. Như đoan mộc tiểu hồng của thư viện, thánh nhân thư viện, thủ tọa của đại tiểu Phật tự. Lão thủ tọa, nhưng không có nghĩa là ta sợ bọn họ, trừ khi bọn họ đích thân tới. Nếu không thì không ai cứu được ngươi đâu. Thi giáp nguyên chậm rãi nói, nhưng chi tiền bố chậm chạp không động thủ khẳng định là không muốn giết ta sắc mặt chu phàm khẽ biến tận lực bình tĩnh nói tuy ta là tu sĩ nhi loan ti nhưng ta trước giờ chưa từng giết người của hoạt tử chi đối địch với hoạt tử chi chỉ là mệnh lệnh của bên trên mà thôi chu phàm mặt không đỏ tim không đập nhanh hắn cũng không nói dối vị phong quỷ tướng đó là chu tiểu mưu giết hơn nữa trưởng bối sư môn ta mạnh hơn lão thủ tọa tàng tam của đại phật tự lâm vô nhai của thư viện rất nhiều chu phàm mặt dày tiếp tục thổi phong tàng tang mắt thi giáp nguyên lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi đã biết tên của lão thủ tạ. Chương 2104, Bốc Phết hai. Tên của thánh nhân thư viện thì rất nhiều người đều biết, nhưng lão thủ tọa một mực rất ngún mình, chỉ có cường giả thế hệ trước mới biết, Chu phàn trẻ tuổi như vậy lại biết tên của tàng tăng, quả thật có chút khiến thi giáp nguyên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ kẻ này thật sự rất có lai lịch sao? Cái này có gì kỳ quái? Chu Phàng bình tĩnh nói, tàng tam từng tới cửa tìm sư phụ ta luận bạc, 50 chiêu tàng tam thua, hắn thua mà thật lòng không phục như đau vừa rồi ta chém ngươi nếu là người ở cảnh giới như sư phụ ta dùng ngươi cho rằng tàng tam có thể cản được sao nhớ tới một đau vô cùng hung hãn bá đạo đó trong lòng chi giáp nguyên cũng trở nên nửa tin nửa ngờ hắn không nhịn được nói vị đại phật tự lão thủ tọa đo thực lực tuyệt diệu hơn xa ta ta cũng không dám khẳng định hắn có đỡ được không quai nhi ngươi muốn dùng tông môn của ngươi hù ta báo ra tên của tông môn ngươi đi thi giáp nguyên không tin trong thiên hạ còn có người mạnh hơn lâm vô nhai tàng tang cả hai nước sát đại ngụy cũng không tìm ra được tu sĩ như vậy sư môn ta chính là một môn phái lánh đời tên là điếu thần tông trước khi ta nhập thế ở đại ngụy có tư cách biết điếu thần tông chỉ có ba người thứ nhất là lâm vô nhai thứ hai là tàng tam ngươi đoán người thứ ba là ai sắc mặt thu phàm nghiêm túc ra vẻ thần bí nói chẳng lẽ là nga công công thi giáp nguyên thấp tốc nhớ lại hán quả thật chưa từng nghe qua tên của điếu thần tông như người có thể đánh đồng với lâm vô nhai tàng tam cũng không nhiều trúc phàm sớm đã từ chỗ bí mật các biết được na công công là đại nội đệ nhất đại tổng quản nhưng hắn không hiểu biết về địa vị của vị nga công công đó hắn vẫn lắc đầu nói na công công có biết hay không thì ta không dám khẳng định nhưng hắn thâm cư trong hoàng cung chưa chắc đã có thể nghe qua tên của tông môn ta người thứ ba kỳ thật là vì hàn đại nhân mọn nguồn của ngụy thương giang trúc phàm còn nói ra một cái tên mà hắn nghe được từ bí mật các thì ra là hắn sắc mặt thi giáp nguyên trở nên âm tình bất định đây đều là đại nhân vật nhất đẳng của đại ngụy mỗi một người đều lợi hại hơn hắn rất nhiều nếu điếu thần tông thật sự tồn tại khi tiền bối ngươi có thể không biết điếu thần tông chúng ta nhân số ít ỏi không phải thiên tài tuyệt thế thì không tu một khi tiến vào điếu thần tông mỗi người ở tông môn đều sẽ có một khối ngọc bài đặc thù ngọc bài này là cùng một nhịp thở với những đệ tử chúng ta nếu chúng ta bị giết ngọc bài sẽ hiện lên tin tức tương quan của kẻ giết người dựa vào ngọc bài thậm chí có thể truy tung tung tích của kẻ giết người Chu Phạm lại tiếp tục nói phép. Đến lúc đó, trưởng bối của chúng ta khẳng định sẽ báo thù cho đệ tử. Dẫu sao người của Điếu Thần Tông cũng không nhiều lắm. Mỗi một đệ tử đều tiêu tốn tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng ra. Thi Giáp nguyên lạnh lùng nhìn chăm chằm Chu Phạm, không nói gì. Chu Phạm vốn đang muốn bốc phét hắn là thiếu tông chủ của Điếu Thần Tông, nhưng sợ bốc phét quá lại thành không tốt, liền sửa lời nói. Ta cũng biết thi tiền bối không sợ trời không sợ đất. Ta không phải nói thi tiền bối sợ Điếu Thần Tông chúng ta, mà là không cần thiết phải giết ta kết thù với điếu thân tông chúng ta thì có lợi gì đối với tiền bối một tông môn thần bí lánh đời thậm chí ngay cả tàng tam cũng không thể chống đỡ năm mươi chiêu trong tay tông chủ đó nếu người khác có lẽ sẽ không tin nhưng người ở độ cao như thi giáp nguyên lờ mờ biết một số chuyện mà người thường không biết nếu tông môn đó thật sự tồn tại vậy kẻ này sợ rằng không thể giết được ngươi nói ngươi là đệ tử của điếu thần tông gì đó thì ta sẽ tin sao thi giáp nguyên lạnh lùng nói tiền đây là tông môn đó phải tồn tại ngươi đã từng thấy nguyên dịch cảnh nào có thể chịu một trường của ngươi không chết lại có thể sử ra đao pháp đáng sợ như vậy bao giờ chưa Chú phàm bình tĩnh hỏi lại hơn nữa còn biết nhiều chuyện bí ẩn mà người bình thường căn bản không thể biết như vậy heo ta được biết những chuyện bí ẩn đó, ngươi thường quả thật là không thể biết nhưng muốn nghe được cũng không khó như bí mật các có thể biết thi giáp nguyên lạnh lùng nói ta chính là biết từ bí mật các tin chu phàm thắt lại hắn vẫn bình tĩnh nhìn chi giáp nguyên về phần ngươi có thể sống qua một trường của ta mà không chết, còn có một đau đó." Thi Giáp Nguyên chăm chú nhìn Chu Phạm, nhìn thì quả thật có chút lai lịch bất phàm, nhưng muốn ta tin ngươi. Vẫn không đủ, muốn ta tin ngươi thì vẫn không đủ. Chu Phạm hơi nhíu mày, rất nhanh hắn lại nói, "Ngươi muốn ta lập đạo thể không?" Chương 2105, Cam Bao Thành, muốn chứng thực một người có nói dối hay không rất đơn giản, chỉ cần bắt hắn lập đạo thay rằng những lời hắn đã nói lúc trước là thật. Ồ, Thi Giáp Nguyên thản nhiên nói, có điều nội dung đạo thay do ta quyết định được ngươi muốn ta lập dạng đạo thệ gì chu Phàm tự tin hỏi trong lòng hắn lại nghĩ nếu miệng pháo miệng không thành vậy mau chóng bỏ chạy trải qua một cuộc bốc phét này chân nguyên của hắn đã khôi phục không ít nội dung đạo thệ rất đơn giản ngươi phải tuyên thệ nguyện trung thành với hoạt tử chi ta thi giáp nguyên cười khẽ một tiếng nói tuyên thệ nguyện trung thành với hoạt tử chi chu phàm hơi nần ra nói cái này thì có liên quan gì tới ngươi có tin ta hay không phàm là người gia nhập hoạt tử chi ta đều không thể lừa ta thi giáp nguyên đưa ra lý do kỳ thật sở dĩ hắn một mực không ra tay giết chu phàm chủ yếu hơn là hắn muốn mời chào chu phàm không chỉ là thiên phú của chu phàm lại bởi vì chu phàm thân ở nghi loan ti đương nhiên biết nhiều hơn hắn hiện tại không được chu phàm lắc đầu nghiêm mặt nói ta chỉ nguyện trung thành với tông môn của mình gia nhập nghi loan ti đối với ta mà nói cũng chỉ là một phần công tác mà thôi ngươi muốn bước ta nguyện trung thành với ngươi nếu tông môn của ta biết ngươi sẽ xong đời thi giáp nguyên nói ngươi nguyện trung thành với ta vậy không thể nói việc này với sư trưởng còn thay ta trộm lấy điển tịch công pháp võ kỹ quan trọng của điếu thần tông cho ta thi giáp nguyên ngươi thật to gan chu phàm làm mộ như giận tím mặt nói ngươi dám ngấp nghé đầu của điếu thần tông vì sao ta không dám thi giáp nguyên bình tĩnh nói trong thiên hạ này sợ rằng không ai có lái van lớn hơn ta ngươi cho rằng hòa tử chi ta là làm gì vì trở nên mạnh hơn chúng ta có thể hiến tế vô số mạng vô số người vô tội ngươi di tâm vọng tưởng có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Ta sẽ không bán đương sư môn của ta đâu. Chu Phàm lạnh lùng nói, nếu ngươi giết ta, sẽ không có chỗ cho ngươi ẩn thân. Không quá 10 ngày, ngươi sẽ bước theo vót ta. Đa tạ ngươi đã nói cho ta biết, giết ngươi đương nhiên là một chuyện rất nguy hiểm. Thi giáp nguyên cười nói, nhưng ta không giết ngươi. Mà là phế bỏ ngươi, nốt ngươi lại, chậm rãi tra tấn ngươi, cho đến khi ngươi nói ra tất cả về tông môn ngươi. Ngươi có thể thử xem. Chu Phàm cười nhạo nói, chỉ cần ta có một đoạn thời gian không liên hệ với tông môn mọi sư phụ sẽ thông qua thuật pháp nào đó tìm được ta thi giáp nguyên hơi châm mặc một chút lại cười nói thì ra tông môn ngươi còn có bản sự bực này vậy sau khi ép hỏi ra công pháp võ kỹ mà ngươi biết sẽ tìm người giết người hoặc là nghĩ cách không ngươi bị quái quyệt hoặc người khác giết chết ngươi cảm thấy trường bối của ngươi còn có thể tìm được ta báo thù cho ngươi không ta không nên nói với ngươi nhiều chuyện về tông môn ta như vậy vẻ mặt chu phàm vô cùng đau đớn nói hiện tại ngươi hối hận cũng có tác dụng gì thi giáp nguyên cười lạnh nói cho nên lựa chọn của ngươi là nguyện trung thành với hoạt tử chi ta hay là bị ta phế bỏ ta nghĩ chắc ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt biết phải lựa chọn thế nào mới là lựa chọn có lợi nhất đối với mình có thể để ta nghĩ một chút không chu phàm hỏi hắn vẫn muốn kéo dài một chút thời gian để chân nguyên trong cơ thể khôi phục nhiều hơn một chút hắn nói bậy với chi giáp nguyên nhiều như vậy chủ yếu cũng là vì mục đích này nếu chân nguyên quá ít cho dù gọi chu tiểu miêu hỗ trợ chu tiểu mưu chắc cũng không bột đố hột nên hồ chẳng lẽ ngươi vẫn muốn kéo dài thời gian à thi giáp nguyên nhìn chung quanh một vòng cười khẽ nói ngươi cảm thấy ai có thể tới cứu ngươi ta không có thời gian ở đây lãng phí với ngươi hiện tại ngươi phải nói cho ta biết ngươi có nguyện ý lập đạo thệ nguyện trung thành với ta không lập đạo thệ đây là tuyệt đối không thể chu phàm thở dài một tiếng nói thi giáp nguyên đây đều là ngươi bức ta ngươi cho rằng trưởng bối tông môn ta không thể trong thời gian ngắn đến đây sao bọn họ sắp tới rồi Chu Phàm đang định gọi tên của Chu Tiểu Miêu, chỉ là bỗng nhiên truyền đến thanh âm chạy, khiến hắn ngừng lại một chút. Thi Giáp Nguyên cũng bởi vì lời nói của Chu Phàm mà cảnh giác đề phòng, hắn cũng sợ trưởng bối tông môn Thu Phàm nói thật sự có biện pháp lập tức đến đây. Nếu là như vậy, hắn dám ngấp ngế đầu của Điếu Thần Tông, đối phương khẳng định không tha cho hắn. Tiếng chạy đột nhiên truyền đến đó cũng khiến Thi Giáp Nguyên giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía rừng cây bên cạnh, trong rừng cây có năm thân ảnh kỳ quái đi ra, dần dần biến thành rõ ràng. Chương 2106 đi ra là tiểu não ma hai tiểu não ma hình cây hai tiểu não ma hình thú một tiểu não ma hình người dưới ánh mặt trời thân thể của năm tiểu não ma giống như rực rỡ như bảo thạch trong đó một tiểu não ma hình cây và tiểu não ma hình thú giống như từ bảo thạch xanh đúc thành tiểu não ma hình cây và tiểu não ma hình thú khác thì toàn thân là chất liệu giống như huyết hông bảo thạch thân thể tiểu não ma cao bằng người trưởng thành ở giữa thì trói mắt như bảo thạch bảy màu đầu của năm tiểu não ma đó cũng hóa thành hình thái bảo thạch mắt chu phàm thắt lại là tiểu não ma cấp bảo thạch tiểu não ma cấp cao nhất mà tư liệu đề cập tới tiểu não ma cấp bảo thạch xanh có thể so với tu sĩ nguyên dịch cảnh thực lực của tiểu não ma cấp hồng ngọc thì tương đương với tu sĩ kim thân cảnh về phần tiểu não ma bảo thạch bày màu đó trong tư liệu chưa từng nhắc tới khi tiền bối Tan y nếu chúng ta muốn nói chuyện cũng chỉ có thể thu thập năm tiểu não ma cấp bảo thạch này đã chu phàm rút đao gì sắc mặt ngưng trọng nói chỉ là tiểu não ma thi giáp nguyên còn chưa nói hết tiểu não ma bảo thạch bảy màu một mực dùng cặp mắt bảy màu của nó nhìn quét hai người chu phàm nó phát ra một tiếng rít tiếng rít hóa thành sóng âm bảy màu hữu hình khuếch tán ra chung quanh thân thể chu phàm nhanh chóng thân di về phía sau hai hàng lông mày chi giáp nguyên nhíu lại hắn không lui chỉ vỗ ra một chưởng cùng phong màu đen cuốn lên va chạm với gợn sóng bảy màu không có bất kỳ tiếng mổ nào vang lên gợn sóng bảy màu xuyên qua cuồng phong màu đen gợn sóng bảy màu rất nhanh đã tới trước người chi giáp nguyên gợn sóng bảy màu hóa thành tiểu não ma bảy màu nó phát ra một tiếng rít xong trào bảy màu tóm tới thi giáp nguyên toàn thân chi giáp nguyên có huyết quang hiện lên đánh nhau với tiểu não ma bảy màu hai tiểu não ma bảo thạch xanh và hai tiểu não ma hồng ngọc thân thể giống như ảo ảnh cũng xông tới chu phàm chỉ nhìn hắn xây người chạy như điên ngươi quay lại cho ta nếu không lát nữa ta tìm được ngươi bất kể ngươi nói gì ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết thi giáp nguyên đánh với tiểu não ma bảy màu hắn nhìn thấy chu phàm trực tiếp bỏ chạy thì quát lên thần kinh a à, chẳng lẽ ta ở lại lát nữa ngươi sẽ không đối phó ta sao? Chu Phàm có chút khinh thường nghĩ, cơ hồ tốt như vậy không trốn thì chờ tới khi nào? Hơn nữa tiểu não ma bảy màu đó khiến Chu Phàm cảm thấy hết hồn, tốt nhất là thi chủ của hoạt tử chi này cũng không phải là đối thủ của nó. Phía sau Chu Phàm vốn có một tiểu não ma cấp bảo thạch xanh và cấp hồng ngọc đuổi theo, nhưng tốc bộ của chúng không bằng Chu Phàm, đuổi theo một lúc, liền xoay người gia nhập đối phó Chi Giáp Nguyên. Thi Giáp Nguyên không sợ tiểu não ma cấp hồng ngọc, nhưng tiểu não ma cấp bảo thạch bảy màu này rất cường hãn, hắn vốn cho rằng mấy chiêu là có thể giết chết tiểu não ma bảo thạch bảy màu nhưng hắn càng đánh lại càng kinh hãi năng lực của tiểu não ma bảo thạch bảy màu quá quỷ dị hắn có mấy lần suýt chút nữa thì bị đánh cho bị thương thi giáp nguyên và năm tiểu não ma cấp bảo thạch đánh nhau giống như trời sụp đất nước mà đất xuất hiện từng vết nứt to nhỏ không đồng nhất không ngừng có tiểu não ma bị hấp dẫn mà chạy tới bên này mấy chục mấy trăm rất nhanh thành cả ngàn toàn bộ đều gia nhập vào vây công thi giáp nguyên chỉ là những tiểu não ma này quá yếu còn chưa tới gần đã bị dư ba năng lượng phát ra giết chết. Sắc mặt thi giáp nguyên càng lúc càng trắng, cho dù thư thế của hắn rất nặng, một mực áp chế, thực lực không bằng trước, nhưng cũng không phải tu sĩ bình thường có thể sánh bằng, tiểu não ma bảo thạch bảy màu có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn hiện tại, đúng là khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Tâm niệm chi giáp nguyên xoay chuyển rất nhanh, hư lạnh một tiếng, thân thể tôn ra từng đợt xương máu, nam tiểu não ma cấp bảo thạch đều bị hắn chấn cho bay ngược vài bước, bọn chúng ngừng lại một chút rồi xông vào trong sương mù máu chỉ là chi giáp nguyên đã sớm biến mất trong sương mù, chẳng biết đi đâu rồi. Tử não ma cấp bảo thạch không tìm được người, rất nhanh liền từ bỏ, từng đàn tiểu não ma cũng đều tự tản ra. Ngoài trăm trượng, có một đoàn xương máu hiện lên trong không trung, thân thể của chi giáp nguyên từ trong sương mù máu xuyên ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu, loại thuật pháp đào thoát này đối với hắn mà nói, phải trả giá nhất định, không đến thời điểm mấu chốt bình thường đều sẽ không dùng, nếu không hắn đã sớm dùng rồi. Hắn hơi tính sai, hắn không ngờ tiểu não ma bảo thạch bảy màu trước giờ chưa từng thấy thực lực lại cường hãn như vậy. Chương 2107, phương pháp huyết thi, hắn thầm nghĩ về việc này, rất nhanh hai tay bầm ấn, kết xuất từng ấn ký, cứ kết một ấn ký, không chung lại có một phù văn màu máu hình thành, cho đến khi ba phù văn màu máu hình thành, hắn nhắm hai mắt lại, không bao lâu sâu. Hắn lại mở mắt, phù văn màu máu dần dần tản đi, sắc mặt hắn trầm xuống, tốc độ của tiểu tử đó quá nhanh, chạy quá xa, không thể định vị vị trí của hắn đôi mắt âm lãnh của hắn có thuốc tản mát điều này khiến hắn hơi biến sắc không tốt ta lại phải tiến vào trạng thái huyết thi không quan tâm được tới tiểu tử đó sau này có cơ hội lại thu thập hắn thi giáp nguyên khoanh chân ngồi xuống hắn bởi vì thân chịu trọng thương vì chữa thương mà tu luyện huyết thi chi pháp phong ấn đại bộ phận nhân hồn của mình giống như cái xác không hồn như vậy có giúp hắn khôi phục thương thế hắn muốn tiến vào trạng thái huyết thi thiết lập phải thiết lập ý niệm làm việc cho mình chỉ cần không gặp phải trạng thái đặc thù hắn sẽ không tỉnh lại tiểu từ đó từng thấy ta trước tiên thay đổi khuôn mặt đã thi giáp nguyên vuốt mặt mình rất nhanh hắn lại biến thành một bộ dạng khác bộ dạng này nhìn khoảng hơn 50 tuổi già hơn lúc trước rất nhiều bắc địa khôi hầu đã không thể ở lại như lon ti biết ta ở đây khẳng định sẽ có cao thủ tới đổi một nơi khác tiếp tục săn đầu tu sĩ thi giáp nguyên xuất hiện ở đây là đúng dịp hắn tỉnh lại cách nơi này không xa biết nơi này xuất hiện hồng não ma khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ tụ tập, điều này có lợi cho hắn chữa lành thương thế của mình, hắn cần nhân hồn trong đầu tu sĩ, hơn nữa hồng não ma này có vấn đề, ta chưa từng nghe qua tiểu não ma cấp bảo thạch bảy màu, sắc mặt thi giáp nguyên nghiêm lại, hắn lửng đầu ngước nhìn não cầu đỏ thẫm to lớn trên trời cùng với quang hoàn ám lục, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ rất sâu. Về phần tiểu tử đó, ta ở trạng thái huyết thi, khẳng định không thể đối phó hắn, cũng phải đề phòng hắn thật sự tìm trưởng bối của hắn để đối phó ta tạm thời đừng để ý tới hắn. Thi Giáp Nguyên vừa suy nghĩ vừa tự thiết lập ý niệm làm việc cho mình, qua một hồi lâu, mắt hắn để phân tán, biến thành đờ đẫn vô thần. Hắn đứng lên, giống như một ảo ảnh biến mất, chú phàm không ngừng thuấn dị, tinh thần hắn tập trung cao độ, bởi vì nguyên do cấp bảo thạch, hắn không dám bỏ chạy vào sâu trong Bắc Điện, chỉ thuấn di ve phương hướng ngoài Bắc Điện, nhưng hắn cũng không chạy tới danh điện, bởi vì hắn chưa chắc đã thoát khỏi Thi Giáp Nguyên. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, xem bọt máu còn tiếp tục xuất hiện hay không, cho đến khi hắn chạy tới bên rìa bác điện vẫn không nhìn thấy tung tích của Tri giáp nguyên mới dừng chân hiện tại chi giáp nguyên vẫn không đuổi theo chắc sẽ không đuổi nữa chu phàm cũng vì thế mà thở phào như vậy không cần gọi chu tiểu miêu hỗ trợ đối với chu tiểu miêu hắn vẫn lo lắng và nhất chu tiểu miêu phụ thân ở trên người hắn lại có thể từ tình trạng thân thể hắn đoán ra hắn học được phách địa thức vậy sẽ viền to hắn đang nghĩ vì sao chi giáp nguyên không đuổi theo thứ nhất có thể là cự ly hắn trốn đã vượt qua thuật pháp quỷ dị mà chi giáp nguyên có thể tìm được hắn phàm là thuật pháp đều sẽ tồn tại vấn đề cự ly ít nhất chu phàm không tin thuật pháp thô diễn của chi giáp nguyên có thể không đếm xỉa tới cự ly luôn tìm được hắn đây cũng là nguyên nhân vừa rồi hắn không ngừng thuấn di chạy trốn thứ hai có thể là tiểu não ma cấp bảo thạch chi giáp nguyên chi giáp nguyên rồi nhưng chu phàm cảm thấy ý tưởng thứ hai không quá có khả năng loại cao thủ như chi giáp nguyên không thể chết dễ như vậy dưới không có chứng cứ hắn không dám lơ là cho rằng chi giáp nguyên đã chết hắn chỉ có thể cho rằng chi giáp nguyên còn sống bởi vì nguyên nhân nào đó mà không tìm được hắn nếu thi giáp nguyên còn sống bước tiếp theo sẽ làm gì chu phàm cảm thấy chuyện lúc trước thi giáp nguyên làm lộ ra một loại quỷ dị không thể nói rõ giết tu sĩ hấp thu đầu người trang là huyễn nhân hội làm giết tu sĩ hấp thu đầu hắn không rõ vì sao chi giáp nguyên làm như vậy nhưng sau khi giết người để lại chữ viết ngụy trang là huyễn nhân hội làng điều này chứng tỏ chi giáp nguyên không muốn hành tung của mình bại lộ thi giáp nguyên là sợ có cao thủ hàng đầu của quan gia tới đây giết hắn vậy hắn chưa chắc sẽ tiếp tục ở lại bắc địa chu phàm lại nghĩ tới một chuyện đáng sợ hơn vạn nhất trước khi chi giáp nguyên rời đi định giết chết tất cả tu sĩ của nghi Loan ti thì sao không hắn sẽ không làm như vậy chu phàm rất nhanh lại lắc đầu phủ nhận khả năng này hắn nhớ tới một tin tức quan trọng hơn quan gia từng nói khi giáp nguyên bị đánh cho trọng thương đào tàu hiện tại thương thế của chi giáp nguyên chưa chắc đã lành chương hai tin tức kinh người chú phàm yên lặng suy nghĩ hắn phát ra một tiếng huýt sáo không bao lâu sau tiểu muội mang theo mặc mặc trở lại kỳ thật tiểu muội một mực đều bám theo chu phàm nhưng không có mệnh lệnh của chu phàm nó không dám tới gần mà thôi chu phàm bắt đầu mang theo bọn tiểu muội đi về hướng danh điện hắn muốn mang về những tin tức trọng yếu này chu phàm vừa đi vừa phát ra từng đạo tiêu tức phủ vừa liên hệ với sĩ quan phụ tá của hắn cũng có chuyển cho bọn trần vũ thạch viên ác đợi khi chu phàm chạy về lều trại chủ ở trung tâm danh điện viên ác trần vũ thạch cùng với mấy vị tu sĩ đều chạy về chu phàm nói có chuyện quan trọng thương lượng dùng danh nghĩa nhi loan ti phát ra lệnh triệu tập từng tu sĩ lần lượt đi vào lều trại chủ đã xảy ra chuyện gì sau khi người đến đủ bất tiếu đạo nhân nhìn ba vị tứ trinh sứ chu phàm hỏi bởi vì đây là triệu tập khẩn cấp nhi loan ti khởi xướng cho nên bất tiếu đạo nhân mới hỏi bọn chu phàm viên ác và trần vũ thạch đều nhìn về phía chu phàm bọn họ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì là chu phàm bảo bọn họ làm như vậy Ngày hôm qua kẻ giết chết hai tu sĩ của chúng ta là hoạt Tử Chi Thi Chủ Chi Giáp Nguyên. Ta ở sâu trong Bắc Địa phát hiện tiểu não ma cấp bảo thạch trước giờ chưa từng thấy. Thân thể bảo thạch của nó hiện ra bảy màu. Chu Phạm lớn tiếng nói ra hai tin tức này. Trong lều trại lập tức biến thành triệt để an tĩnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Chu Phạm. Tin tức thứ hai không ai nghiêm túc lắng nghe. Rất nhiều người đều cảm thấy chấn động trước tin tức thứ nhất. Hoạt Tử Chi là tổ chức tà ác cường đại nhất của Đại nguy Chi Chủ này lại là khiến tu sĩ Đại Ngụy Vương nghe thấy đã sợ vỡ tu sĩ không phải quan gia có thể không biết tên của hắn nhưng khẳng định đã nghe qua sư hô hoạt tử thi thi chủ này chu đại nhân lời này là thật à sắc mặt tuệ không nghiêm lại nói đại sư vì sao ta phải nói dối trên loại chuyện này chu phàm hỏi ngược lại xin lỗi không phải ban tăng không tin chu đại nhân mà là sự thực này quá khiến ta cảm thấy kinh ngạc tuệ không chậm rãi nói kể lại chi tiết cho chúng ta chuyện này là sao bất tiếu đạo nhân hít một hơi thật sâu nói hôm nay ta gặp một cừu nhân hắn là một tu sĩ tới tìm ta trả thù về phần hắn là ai đó là chuyện riêng của ta ta không muốn nói hy vọng chư vị tha thứ Chú phàm thẳng thắn nói hắn không ngờ thực lực của ta tăng trưởng rất nhanh hắn không phải đối thủ của ta bỏ chạy ta đuổi theo hắn về sau gặp chi giáp nguyên Chú phàm kể lại chi tiết nói ra tất cả những gì có thể nói sau khi nói xong trong lều chạy lại là một trận tĩnh lặng chư vị chờ một chút bất tiếu đạo nhân vào tự không nhìn nhau bước ra khỏi lều trại tu sĩ trong lầu chạy ngơ ngác nhìn nhau có điều trong lòng bọn họ đều có suy đoán bất tiếu đạo nhân và tuệ không có thể là đi chuyên tin tức về trước để bên trên phái người tới đối phó thi chủ đó thực lực của chi chủ như là tương đương với đại ngụy thất đại đạo đạo chủ thậm chí là mạnh hơn cường giả như vậy xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải một đám tu sĩ có thể đối phó bọn họ cũng giống như chu phàm, vốn có dự đoán nhất định đối với thực lực của kẻ giết người nhưng không ai ngờ lại là chi chủ viên ác và trần vũ thạch kéo chu phàm sang bên ba vị tứ trinh sứ thấp giọng nói thầm, sau đó cũng dùng con đường của nghi loan ti truyền tin tức về. trong lều trại cũng vang lên tiếng nói nhỏ, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ sợ hãi. may mà hôm nay thì chủ tình chu phàm xảy ra bất ngờ, nếu không cho dù bọn họ là hai tu sĩ tổ đội với nhau, cũng chưa chắc có thể sống sót. tâm mắt nhìn về phía chu phàm cũng có thêm không ít ý kính nể. cho dù trong miêu tả của chu phàm nói hắn có thể đào thoát là nhiều thành phần vận khí chiếm đa số, nhưng bất kể là như thế nào hắn mới bước vào đạo cảnh không lâu có thể đào thoát trong tay nhân vật như thi chủ đều là một chuyện rất đáng cho người ta kính nể không bao lâu sau bất tiếu đạo nhân và tuệ không cùng nhau bước vào tiếng nghị luận cũng ngừng lại vừa rồi ta đã thương lượng với tuệ không đại sư bất tiếu đạo nhân nói thi giáp nguyên chắc là bị thương chưa khôi phục hắn giết chết tu sĩ lấy đi đầu luyện hóa có thể là bí pháp quỷ đạo chữa thương của hắn lập mưu đạo hữu bất tiếu đạo nhân nhìn về phía ngật miêu phu nhân hỏi ngươi cảm thấy có khả năng này không Mật miêu phu nhân tu luyện chính là công pháp quỷ đạo, là tu sĩ quỷ đạo duy nhất trong rất nhiều tu sĩ trong lời trại. Lúc trước nàng không tham gia bất kỳ thảo luận nào. Bất Tiếu đạo nhân hỏi, nàng mới lạnh lùng nói: "Ta chưa từng nghe qua bí pháp như vậy, nhưng quả thật tồn tại khả năng này, nếu là giống như ngươi nói." Thưa hắn muốn chắc là nhân hồn trong đầu, nhân hồn tu sĩ đối với một số bí pháp quỷ đạo mà nói chính là vật đại bổ. Chương 2109, tin tức kinh người hai, nhân hồn là vật đại bổ, một đám tu sĩ nghe thấy đều biến sắc lúc trước chu phàm cũng lờ mờ từng có suy đoán chi giáp nguyên luyện hóa đầu là để chữa thương nhưng không nói một cách khẳng định như ngật miêu phu nhân hắn cảm thấy cách nói này rất tiếp cận sự thực a di đà phật thi giáp nguyên vốn cho rằng có thể 10 phần chắc chín giết chết chu đại nhân mới nói ra thân phận của mình nhưng không ngờ chu đại nhân bởi vì nguyên nhân của tử não ma mà, mà có thể đào thoát lúc trước hắn giá họa trong huyễn nhân hội không dám bại lộ hành tung cũng ấn chứng sự thực thương thế của hắn chưa khôi phục tuệ không chậm rãi nói tuệ không đại sư cho dù là như vậy thì sao phượng tinh bá đến từ tiêu lôi châu đệ nhất thế gia phượng gia trầm giọng nói cho dù hắn bị thương trong chúng ta đang ngồi có vị nào là đối thủ của hắn chu đại nhân ngươi đào thoát dưới tay hắn ngươi cảm thấy thực lực của hắn hiện tại thế nào lúc trước phượng tinh bá từng cạnh tranh trước trinh bắc xứ với chu phàm nhưng đây đã là chuyện quá khứ rất mạnh cho dù là phù trùng cảnh trên kim thân sợ rằng cũng không thể chịu được mấy chiêu trên tay hắn chu phàm nói hắn là nói thật lúc trước hắn không dám nói cửu ra đuổi giết hắn là một tu sĩ phù trùng cảnh đối với mọi người hàm hồ nói là tu sĩ nguyên dịch cảnh nhưng trên thực lực của chi giáp nguyên hắn không dám nói dối nếu không mọi người sinh ra phán đoán sai lầm muốn đi đối phó chi giáp nguyên vậy thì nguy rồi phù trùng cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn đã bị thương ngươi là thế nào mà nhìn ra có ngươi mở miệng nghi ngờ nói cảm giác của cá nhân ta mà thôi chưa chắc đã chuẩn xác trúc phàm lắc đầu nói hắn quả thật không thể giải thích ta không nghi ngờ điểm này bất tiếu đạo nhân thở dài một tiếng nói trên thực tế chu đại nhân nói rất đúng thi giáp nguyên cho dù trọng thương chỉ căn hắn không chết phu trùng cảnh ở trước mặt hắn căn bản không tính là gì lời này của bất tiếu đạo nhân khiến tất cả mọi người đều châm mặc một thoáng lời nói của bất tiếu đạo nhân có được sự đồng ý của bọn họ các ngươi đều nói chi giáp nguyên mạnh như vậy vậy chúng ta nên làm gì phượng tinh bá lại hỏi hắn liệu có hiện tại đã giết tới muốn một lưới bắt hết chúng ta không lời này của phượng tinh bá dẫn tới một trận tiếng xôn xao không phải chúng ta sợ chết chỉ là không muốn hy sinh vô vị như vậy hay là chúng ta rời khỏi trước tránh hắn đã rồi tính đồ tể của thư viện sắc mặt ngương trọng nói hiển nhiên hắn đã sinh ra ý rút lui ta cảm thấy không cần quá sợ điểm này thư lão rất ít nói chuyện mở miệng tầm mắt lập tức hội tụ ở trên người thư lão trong lều trại người nhìn là lớn tuổi nhất cũng chính là hắn thư lão cơ sao lại nói vậy bất tiếu đạo nhân lờ mờ có suy đoán hỏi các ngươi nói lúc trước vì sao hắn không sử dụng biện pháp đơn giản như vậy tới đây giết sạch chúng ta thư lão mỉm cười hỏi lại cái này còn cần phải hỏi à hắn là sợ bại lộ hành tung của mình bị người ta bắt được phượng tinh bá hơi nhướng mày nói có thể có một bộ phận là vì nguyên nhân như vậy nhưng ta không cảm thấy là toàn bộ thư lão lắc đầu nói nếu ta là hắn hoàn toàn có thể nghĩ cách lành vào giết chết tất cả tu sĩ chúng ta sau khi luyện hóa đầu của tất cả tu sĩ lại chạy ra ngoài ngàn dặm làm như vậy không phải là đơn giản hơn sao Mọi người trong lều trại đều mặt lộ vẻ suy tư Thưa lão nói rất có lý Với thực lực của Chi Giáp Nguyên Hoàn toàn có thể xông vào danh địa giết cho máu chảy thành sông Vì sao hắn không cứ như vậy như vậy từ lúc ban đầu Ta đoán không phải tâm trí của hắn có vấn đề thì xuất phát từ lo lắng nào đó mà không dám tiến vào Thưa lão lại tiếp tục nói Tâm trí có vấn đề Sắc mặt thu phàm khẽ động Lần đầu khi hắn nhìn thấy Chi Giáp Nguyên Quả thật cảm thấy Chi Giáp Nguyên không quá giống người trong các ngươi có một số người có thể không rõ lắm, có một số công pháp bí thuật quỷ đạo sẽ ảnh hưởng tới tâm trí của người tu luyện, hắn không trực tiếp giết vào, có thể là tâm trí tồn tại vấn đề." Thư lão giải thích, "Tê vân lý do thứ hai, hắn không dám tiến vào là vì hắn hoàn toàn không rõ tình huống bên chúng ta, hắn không dám khẳng định trong danh địa có cao thủ có thể giết chết hắn hay không." Nếu hắn không bị thương thì có thể sẽ không sợ, nhưng hắn bị thương, thực lực thua xa lúc trước, hắn không thể không sợ điểm này, nhưng bất kể là như thế nào, lúc trước hắn đã không chọn dùng biện pháp trực tiếp xông tới vậy sau khi chúng ta biết là hắn khả năng hắn lại xông tới cũng rất nhỏ thư lão nói rất có lý chương 2110, kế hoạch không thay đổi bất tiếu đạo nhân vật đầu đồng ý hơn nữa ta hoài nghi hành tích của hắn đã bại lộ vậy sẽ không còn dám ở lại bắc địa mà là đổi một chỗ khác để trốn cao thủ của quan gia vẫn đang một mực tìm hắn một khi để cao thủ của quan gia tìm được chi giáp nguyên vậy với trạng thái trước mắt của hắn hắn chắc chắn sẽ phải chết không ít người trong lều trại đều yên tâm bọn họ nghĩ lại cẩn thận thấy cũng đúng thi giáp nguyên bại lộ tung tích đã được một đoạn thời gian nếu thực sự đến thì đã đến từ sớm rồi ít nhất khả năng thi giáp nguyên trùng kích danh địa là rất nhỏ nói là nói như vậy vạn nhất hắn chưa đi một mực trốn ở bên ngoài danh địa săn chúng ta thì sao lại có tu sĩ không nhịn được nói hiện tại với loại tình huống này chúng ta còn dám ra ngoài sao nếu ở bên ngoài vạp thi giáp nguyên bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể bọn họ là tới làm việc cho quan gia, nhưng không phải là tới tìm chết. Bất tiếu đạo nhân và tuệ không cùng ba vị tứ trinh sứ chu phàm đều mang theo vẻ mặt lo lắng. Nếu các tu sĩ không dám ra khỏi dân địa, vậy kế hoạch tiêu diệt tiểu não ma sẽ bị hạn chế rất lớn. Tiểu não ma cấp kim không phải là võ giả bình thường có thể dễ dàng đối phó. Chúng ta không thể bởi vì quá sợ hãi mà trốn trong danh địa không làm gì. Viên ác trầm giọng nói, khả năng chi giáp nguyên vẫn ở lại phục kích chúng ta là rất nhỏ. Ta kiến nghị tất cả cứ làm việc như bình thường. A-di-đà Phật, chư vị đều là tu sĩ đế từ quan gia hoặc là có liên hệ chặt chẽ với quan gia cùng quan gia là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn bần tăng cũng cho rằng không cần quá lo lắng vấn đề này tuệ không chậm rãi nói nếu chỉ hoãn một ngày nhiệm vụ của chúng ta có thể không thể hoàn thành bất tiếu đạo nhân cũng tỏ thái độ nhi lon ti thư viện đại phật tự đều nói như vậy bên thế gia cũng không dám mở miệng phản đối chỉ có thể giữ lo lắng ở trong lòng chuẩn bị sau khi trở về sẽ suy nghĩ đối sách Chu đại nhân nói gặp phải tiểu não ma bảo thạch bày màu, các ngươi đã có ai từng nghe qua chưa? Chuyện của Chi Giáp Nguyên dừng ở đây. Bất Tiếu đạo nhân lại nói tới tin tức quan trọng thứ hai mà Chu Phàm từng đề cập, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong nhất thời không ai mở miệng. Ta nhớ tiểu não ma cấp hồng ngọc có thể so sánh với kim thân cảnh đã là tồn tại mạnh nhất của tiểu não ma rồi. Niết nhăn trên mặt thư lão cũng theo đó mà sâu vào, ta chưa từng nghe qua có tiểu não ma cấp bảo thạch bảy màu, thư lão cũng nói chưa từng nghe qua. Người khác cũng nhao nhao lắc đầu, sắc mặt chu phàm biến thành vi diệu quả nhiên đúng như hắn nghĩ chưa ai từng nghe qua tôn tại các bảo thạch bảy màu ta rất khẳng định tiểu não ma cấp bảo thạch không phải là bảo thạch màu xanh cũng không phải hồng ngọc mà là bảy màu chu phàm lại nói một cách vô cùng khẳng định hơn nữa nó rất mạnh nó trực tiếp giao thủ với chi giáp nguyên không bị thi giáp nguyên một trưởng đập chết về do thế nào thì không biết lúc đó ta đang đào tẩu nó có khả năng đã bị chi giáp nguyên giết chết rồi có tu sĩ suy đoán Tiểu não ma bảo thạch bảy màu đó có bị giết chết hay không, không phải là mấu chốt của vấn đề, mấu chốt là xuất hiện tiểu não ma chúng ta trước giờ chưa từng thấy." Sắc mặt Trần Vũ thạch ngương trọng nói. Cho dù nó đã bị chi giáp nguyên giết chết, nhưng có thể sẽ có con thứ hai. Thứ ba thậm chí là vô số." Chân đại nhân nói không sai, đây mới là chỗ chúng ta cần chú ý, Tuệ không hơi vật đầu." Hắn nhìn về phía Chu Phạm hỏi, "Chu đại nhân, ngươi cho rằng cấp bảo thạch bảy màu đó rất mạnh, nó còn mạnh hơn tiểu não ma cấp hồng ngọc?" tiểu não ma cấp hồng ngọc với thực lực của chi giáp nguyên ta nghĩ tới đa là một trưởng cũng có thể đập chất trúc phàm nói ra phán đoán của mình trên mặt không ít tu sĩ trong lều trại lộ ra vẻ cả kinh tiểu não ma cấp hồng ngọc chỉ có tu sĩ kim thân mới có thể đối phó nếu tiểu não ma bảo thạch bảy màu mạnh hơn tiểu não ma cấp hồng ngọc tiểu não ma cấp hồng ngọc tương đương với quái quyệt cấp bạch thí vậy cấp bảo thạch bảy màu đã vượt qua cấp bạch thí đạt tới cấp hắc thí thậm chí là cấp huyết thí trong bọn họ cho dù là những tu sĩ kim thân như bất tiếu đạo nhân tuệ không đại sư một đối một cũng chưa chắc đã có thể giết được một tiểu não ma bảo thạch bảy màu xem ra lần này hồng não ma xuất hiện không giống như trước kia mà là xuất hiện biến hóa mới bất tiếu đạo nhân trầm giọng nói hiện tại chỉ có truyền tin tức về sai người điều tra cẩn thận xem có gì chép về tiểu não ma bảo thạch bảy màu không chưa hai văn tự cổ đại chúng ta cứ tiếp tục dựa theo kế hoạch cũ mà tiến tới nếu gặp phải tiểu não ma bảo thạch bảy màu có thể không dây dưa thì không dây dưa tận lực chỉ phòng ngự chờ chi viện tâm tình của mọi người rất trầm trọng nhưng đều bình tĩnh lại nghiêm túc thương nghị việc này quay quyệt vốn khó có thể đối đãi theo lẽ thường xuất hiện biến hóa mới cũng không phải chuyện hiếm lạ gì nhất là số lần hồng não ma xuất hiện ở đại ngụy rất ít vỏi có thể có biến hóa mới là rất bình thường điều duy nhất nằm ngoài dự đoán bọn họ là lần này phát hiện tiểu não ma cấp cao hơn tiểu não ma cấp cao hơn còn hoàn toàn không rõ về nó vậy càng khó đối phó sau khi thương nghị ra một số đối sách cụ thể trời đã tối mọi người mới kết thúc thương nghị chu phàm bị giữ lại cùng ở lại sáu người còn có bất tiếu đạo nhân tuệ không viên ác chân vũ thạch phượng tinh bá cùng với thư lão phượng tinh bá là đại biểu cho thế gia ở lại chu đại nhân chuyện ngươi nói thực sự rất trọng đại ngươi không muốn ở trước mặt quá nhiều người nói về cừu địch đó hiện tại có thể nói một chút không đương nhiên nếu thật sự không thể nói thì thôi ngươi hỏi là bất tiếu đạo nhân nói ra thật xấu hổ cừu địch đó là một phản đồ của tông môn ta trên mặt chu phàm lộ ra vẻ hổ thẹn không nói nữa sáu người thấy chu phàm nói như thế bọn họ không hỏi kỹ bọn họ đều ít nhiều biết chu phàm đến từ một tông môn lánh đời tên là điếu thân tông dính dáng tới xì căng đan của tông môn đối phương đương nhiên không thể hỏi nhiều bất tiếu đạo nhân lại hỏi một số chỉ tiết ve chi giáp nguyên và tiểu não ma bảo thạch bảy màu chu phàm nhất nhất nghiêm túc trả lời sở dĩ bất tiếu đạo nhân ở trước mặt nhiều người như vậy hỏi ra là sợ hỏi ra một số chuyện không tốt dẫn tới khủng hoảng sáu người nghe xong phát hiện không có vấn đề đáng để coi trọng, bất tiếu đạo nhân mới thở phào nói. Vấn đề nhìn thì dường như rất nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức không thể khống chế. Lời nói của bất tiếu đạo nhân có được sự đồng ý của năm người còn lại, tin tức cũng phát ra rồi. Tin rằng người bên trên rất nhanh sẽ làm ra phản ứng để ứng đối với việc này, chúng ta chỉ cần thực hiện kế hoạch tiến tới đồng thời đợi tin tức. Tuệ không nói khẽ, mọi người lại hàn huyên vài câu về việc này rồi kết thúc thương nghị. Chu Phàm rời khỏi danh địa chủ, tề tới võ danh ba bốn mình phụ trách hắn gọi sĩ quan phụ tá lâm quý đông hỏi một chút biết hôm nay võ danh ba bốn không phát sinh đại sự gì mới yên tâm hôm nay hắn đối phó bốn người lão giả họ tiêu về sau lại lọc phải thi giáp nguyên không rảnh bận tâm tới chuyện phát sinh ở võ danh ba bốn sau khi xác nhận không có gì chu phàm mới trở về lều trại của mình sắc mặt hắn nghiêm lại trải chút một lượt chuyện hôm nay đầu tiên là bất kể như thế nào bốn người lão giả họ tiêu tới giết hắn đã như hắn mong muốn không thể chạy về vậy tử địch chu gia sẽ không có đủ hiểu biết đối với cảnh giới tu vi của hắn nhưng điều này cũng có chỗ hỏng dẫu sao bốn người lão già họ tiêu không thể sống sót trở về tử địch chu gia chỉ cân không quá ngốc đều sẽ biết trong đây tồn tại vấn đề lớn vậy lần sau khi bọn họ lại ra tay sợ rằng sẽ mãnh liệt hơn lần này nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ đối phương đã tới giết hắn cho dù hắn một mực né tránh đối phương cũng sẽ không từ bỏ khẳng định sẽ nghĩ các loại biện pháp tới giết hắn còn không bằng dứt khoát một chút giết chết bọn họ ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không phải cả ngày lo lắng bị ám sát về phân chuyện về sao có thể chậm rãi nghĩ cách để giải quyết ánh mắt hắn lạnh lùng một chút là đề thăng thực lực phải nhanh đây mới là căn bản để hắn có thể bảo đảm an toàn cho bản thân nếu không lần sau ám sát tới vậy sẽ phiền tiếp theo là hắn phải mau chóng đề thăng địa vị của mình bất kể là ở nhi hay là thư viện những người đó giấu đầu lòi đuôi không dám quang minh chính đại giết hắn điều này chứng tỏ rất nhiều vấn đề chỉ cần địa vị của hắn ở nghỉ thư viện thăng những người đó muốn động thủ cũng phải kiên kỵ chỗ dựa sau lưng hắn không dám quá tùy ý làm bậy đây cũng là một bộ phận nguyên nhân vì sao hắn tích cực nói ra tin tức của chi giáp nguyên và cấp bảo thạch bảy màu như vậy chính là để tích lũy công hơn chỉ là hắn vừa thăng nhiệm trinh bắc sư không lâu muốn trong ngắn hạn tiến thêm một bước là rất khó còn nữa đợi chuyện lần này xong trở về tìm bí mật các xem bên kia có tra ra nhiều chuyện hơn về bất tử tướng thần và chu gia không hắn nghiêm túc trải chuốt lại một lần trong lòng mặt chậm rãi có không ít đối sách hắn lại nghiêm túc tu luyện. Chương 2112, văn tự của đại hai, hắn muốn tiến thêm một bước ở Ni Loan Ti trừ tích lũy công hoan. Cảnh giới cũng rất quan trọng, nếu cảnh giới không đến, cho dù có vị trí thích hợp cũng không tới phiên hắn. Tu luyện xong, lúc này Chu Phàm mới nghỉ ngơi đi ngủ, xuất hiện trên thiền sư mù Trần Lập, Chu Phàm đầu tiên là hàn huyên vài câu với thực phủ. sau khi xác nhận tất cả bên nàng vẫn như thường, hắn mới nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Nghiêu tối nay đang cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, trên mặt bàn là một đoàn sương mù mỏng manh nhi động nàng là đang nhìn đoàn sương mù đó mặc mặc sớm đã vé vào to màu nhìn chu phàm đi tới nhìn sương mù một cái phát hiện trong sương mù có thứ gì đó giống như nòng nọc đang du động ngươi xem đây là gì chu phàm hỏi đây là một loại văn tự cổ đại chu tiểu miêu nhướng mày nói trước kia ta ở bên ngoài thu vào nhưng một mực không biết lai lịch và tác dụng của nó ta thấy nó giống như một loại sinh linh nhỏ bé sao ngươi lại phán đoán nó là văn tự cổ đại chu phàm kinh ngạc hỏi thứ này đang không ngừng du động sao hắn cũng không thể tưởng tượng nó là một loại vân tự ta cũng chỉ là suy đoán như vậy mà thôi nhưng suy đoán của ta là có căn cứ ta đã hỏi qua một vị tu sĩ am hiểu các loại ngôn ngữ hắn cũng nói như vậy chu tiểu miêu hừ lạnh một tiếng gói ngươi cho rằng nó không phải vân tự cổ đại đó là kiến thức của ngươi quá nông cạn loại vân tự này chỗ đặc biệt của nó là ở bất kể dạng lực lượng gì cũng không hủy được cùng với không thể phục chế cũng không thể chỉ dựa vào ký ức để ghi nhớ chúng hình thái du động của chúng đang không ngừng thay đổi giữa chúng nếu tổ hợp với nhau, chúng sẽ có hàm nghĩa phức tạp hơn. Nghe Chu Tiểu Miêu nói đến đây, Chu Phàm sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, trong ấn tượng của hắn, Chu Tiểu Miêu luôn là loại tính cách nóng này, không phải loại người thích nghiên cứu học vấn, hắn ho khẽ một tiếng nói: "Ta không ngờ ngươi còn thích nghiên cứu cái này, ta đương nhiên không thích nghiên cứu cái này, nhưng không thể không làm." Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói: "Chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, ngươi sẽ hiểu, ngươi không thể không truy tìm cái này." "Vì sao?" Chu Phàm hơi ngẩn ra hỏi chẳng lẽ văn tự cổ đại này còn có liên quan tới cảnh giới sao bởi vì lịch sử của chúng ta xuất hiện tân đức ấy sắc mặt chu tiểu miêu phức tạp nói tìm hiểu được nó có thể nói đến đây chu tiểu miêu ngừng lại có thể gì chu phàm tò mò hỏi có lẽ ta có thể tìm được biện pháp để thăng cấp chu tiểu miêu gõ gõ bàn sương mù và văn tự cổ đại tiêu tán nàng bực mình nói những cái này không liên quan nhiều tới ngươi ta cũng không muốn nói việc này nếu ngươi muốn biết có thể lấy 50 vạn huyền tệ để đổi Vậy thôi." Chu Phàm lắc đầu nói, hắn có điên mới lấy 50 vạn huyền tệ ra để từ chỗ Chu Tiểu Miêu tìm hiểu phai đất gấy của lịch sử mà nàng nói. Dẫu sao hắn cách cảnh giới của Chu Tiểu Miêu bao xa, chờ khi thật sự cần, hắn lại đi tìm hiểu cũng không muộn. Lần trước ta hỏi ngươi chuyện Hồng Não Ma, ngươi không đề cập với ta về Tiểu Não Ma Bảo Thạch bảy màu." Chu Phàm lại hỏi về chính sự, "Tiểu Não Ma Bảo Thạch bảy màu gì cơ?" Chu Tiểu Miêu có chút kinh ngạc nói. Chu Phàm kể lại chi tiết chuyện Tiểu Não Ma Bảo Thạch bảy màu mà hắn gặp phải kỳ thật lần trước hắn đã trả phí để hỏi nếu chu tiểu mưu biết không thể giấu giếm không nói sau khi chu tiểu mưu nghe xong cha mặc một chút nói theo ta biết ở thời đại đó của ta tiểu não ma hồng não ma hàng lâm sinh ra cấp cao nhất cũng chính là tiểu não ma cấp hồng ngọc hiện tại ngươi nhìn thấy tiểu não ma bảo thạch bảy màu vậy chỉ có một loại giải thích có thể nói thông hồng não ma trải qua nhiều năm như vậy nó lại xuất hiện dị biến tiến hóa cho nên mới có muốn tiểu não ma bảo thạch bảy màu mạnh hơn tiểu não ma cấp hồng ngọc mà ngươi nói. Trúc Phàm hơi nhíu mày, loại cách nói này lúc trước bọn bất tiếu đạo nhân cũng từng nói. Vậy ngươi nói với loại tình huống trước mắt thì nên ứng đối như thế nào? Trúc Phàm hỏi, còn có thể ứng đối thế nào nữa? Tốt nhất chính là nhanh chóng bỏ chạy. Chu Tiểu Nghiêu lạnh lùng nói, hồng não ma không ngờ đã phát sinh dị biến, nó chưa chắc đã chỉ có một loại biến hóa cấp bảo thạch bảy màu này, nói không chừng còn có nhiều biến hóa dị thường hung hiểm hơn đang chờ ngươi nó chính là quái quyệt không thể biết cấp chuyện gì cũng có khả năng phát sinh cũng chính bởi vì là quái quyệt không thể biết cấp dị biến của loại quái quyệt này cũng sẽ biến thành trạng thái không thể suy đoán kiến nghị của chu tiểu ngưu kỳ thật là đúng mau chóng rời đi mới là cách làm thích hợp nhất chương 2113 biến hóa của não ma nhưng chu phàm không thể làm như vậy ít nhất hiện tại hắn vẫn không thể rời đi hiện tại ta vẫn không thể rời khỏi trừ rời đi ra ta còn có thể làm những gì để bảo đảm sự an toàn của mình chu phàm lại hỏi vậy chờ chết đi chu tiểu miêu cười nhạo nói hồng não ma không thể biết cấp đến lúc đó ngươi đừng gọi ta cứu ngươi phụ thân lỗ vốn như vậy ta không làm đâu sao có thể để tiền bối lỗ vốn đến lúc đó nếu thực sự bởi vì nguyên nhân của hồng não ma ta gọi tiền bối phụ thân hỗ trợ cùng lắm thì ta cho nữa tiên bối một lần phụ thân làm thủ lao chu phàm vội vàng cười hượng một tiếng nói ngươi nói như vậy còn được chu tiểu miêu do dự một chút vẫn đáp ứng chu tiểu miêu vừa đáp ứng tương đương với ký kết khế ước với chu phàm có lời hứa của chu tiểu miêu lúc này chu phàm mới không quá lo lắng tới vấn đề hồng não ma nữa đến lúc đó xác nhận không địch lại không có tu sĩ nào nguyện ý hy sinh tính mạng của mình ở bắc nghĩa khôi hầu tất nhiên có thể rời khỏi mà rời khỏi hắn có sự hỗ trợ của chu tiểu miêu vậy chắc là có hy vọng thoát đi ngươi có muốn làm một số chuẩn bị trước không có thứ gì muốn ta giúp ngươi mang ra ngoài không chu phàm nghĩ một chút lại hỏi đương nhiên ngươi muốn ta mang ra ngoài cho ngươi ngươi phải thể chỉ dùng cho giúp ta thoát đi mới được Chu Phàm lại bổ sung một câu, "Không." Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, "Không biết khổng Não Ma sẽ dị biến cho phương hướng gì, vậy không thể có phòng bị hữu hiệu." Nói đến đây, Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, "Ngươi tốt nhất đừng đặt quá nhiều hy vọng ở trên người ta, ta phụ thân ở trên người ngươi, chưa chắc đã có thể cứu được ngươi. Nhanh chóng rời khỏi đối với ngươi mà nói mới là an toàn nhất." Chu Phàm không đáp lời. Hiện tại hắn không thể rời khỏi, chỉ có thể tận lực cẩn thận một chút. Trong giây lát lại năm ngày trôi qua. Thời gian năm này thuận lợi tới thân kỳ, không còn ai phát hiện thân ảnh của thi giáp nguyên điều này khiến tất cả tu sĩ một mực cẩn thận đề phòng đều yên tâm thi giáp nguyên chắc là đào tẩu rồi sau khi các tu sĩ yên tâm kế hoạch tiến tới biến thành vô cùng thuận lợi bọn họ dần dần tiến vào sâu trong bác điện ngày thứ tư phát hiện một tiểu não ma cấp bảo thạch xanh bị hai tu sĩ liên thủ giết chết nhưng ngày thứ năm khốc phát hiện một tiểu não ma cấp bảo thạch về phần tiểu não ma bảo thạch bảy màu chu phàm nói lại không có bất kỳ ai nhìn thấy chỉ là không có tu sĩ nào dám lơ là dẫu sao đó rất có thể là tiểu não ma bậc cao mà kim thân cảnh cũng không thể đối phó. chu phàng mấy ngày nay đã khôi phục bình thường, hắn đang điên cuồng liệp sát tiểu não ma. về phần công huân đối với loại người cấp bậc của hắn mà nói, công huân cần dựa vào kế hoạch tiến tới của võ danh ba bốn để kiếm được. dẫu sao hắn không thể nói ra chuyện mình có thể bảo trì chân khí cả một ngày điên cuồng liệp sát tiểu não ma, đây là bí mật của hắn. nhưng may mà hắn áp dụng chế độ đào thải bất cận nhân tình đồ hoàn thành nhiệm vụ tiến tới mỗi ngày của võ danh ba bốn luôn là đứng tong trong các võ danh công hơn của hắn cũng nước lê thì truyền lên thậm chí có một số võ danh hiệu suất thấp cũng bắt đầu bắt chước cách làm của võ danh ba bốn lại một ngày mới tới bởi vì nguyên nhân não cầu to lớn bồng bênh trên bầu trời ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới lều trại chỗ chu phàm nhưng chu phàm đã dậy từ sớm hắn ngồi trong lều trại cùng bọn tiểu quyền ăn bữa sáng phong phú mà nhân viên hậu bị danh địa đưa tới tâm tình của hắn rất không tồi dẫu sao mấy ngày nay không ai quấy rầy hắn đã thu nhập được hơn 50 vạn sâu sám lớn. Tiểu Quyền đang oán giận, bởi vì bữa sáng chỉ có chân gà, không có chân vịt. Chu Phàm ở Bách Chi địa nợ nàng không ít chân vịt, không phải trong thời gian ngắn là có thể trả hết. Chu Phàm chỉ coi như không nghe thấy oán giận của Tiểu Quyền, hắn cũng không có biện pháp khiến danh địa mỗi ngày đều chuẩn bị thêm chân vịt cho hắn. Hiện tại danh địa đã bắt đầu lưu truyền lời đồn Chu đại nhân một bữa không có chân thì không vui. Chu Phàm chuyên tâm ăn cơm, hắn cần giành giật từng giây để liệp sát quái quyệt, ăn cơm cũng nhanh hơn bình thường tiểu quyền cũng vừa nhanh chóng ăn chân giả vừa oán giận ngoài danh địa bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào chúc phàm chưa ăn xong nhanh chóng buông bát đũa hắn lướt bọ tiểu quyền một cái tiểu quyền ủ rũ vội vàng ném chân giả chưa ăn xong đi mặt đây mỡ về tới trên đầu chu phàm chu mặc mặc cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái ẩn thân lao lên đầu chó của tiểu muội đây là chu phàm đã dạy bọn họ dẫu sao thế giới này có quá nhiều bất ngờ khi bất ngờ phát sinh phải nhanh chóng có phản ứng mới được chương hai một trăm bốn biến hóa của não ma hay chú phàm đã cầm lấy đao gì phù đại chạy vội ra ngoài lều trại tuy bốn tu sĩ kim thân và lão giả họ tiêu đều đã chết nhưng chu phàm lại không lấy được túi chữ vật của bọn họ lão giả họ tiêu nhạt đi rồi hiện tại chắc đều ở trong tay thi giáp nguyên đương nhiên trong tay hắn cũng có một túi chữ vật chỉ là hắn vẫn không muốn đổi lấy dùng ngoài danh địa rất ẩm lâm quý đông chu phàm gọi đại nhân đại nhân sĩ quan phụ tá lâm quý đông của chu phàm vội vàng chạy tới sắc mặt của hắn tái nhợt chỉ vào bầu trời bên bắc điện đại nhân là trên trời trên trời trúc phàm nhíu mày hắn không ngơ là mà là trước tiên nhìn quét một phòng võ giả của danh điện phát hiện không ít người đều đang nhìn lên trên trời mà trên mặt những người đó mang theo vẻ kinh sợ hoặc ngỡ ngàng nhưng không có bất kỳ ai giống như chúng nguyên rùa, hắn mới không vội không vàng ngẩng đầu nhìn lên trời mắt hắn chậm rãi co rút lại não câu đỏ thẫm to lớn trên trời và quang hoàn ám lục phường quanh nó đã tách thành hai nửa từ mặt cắt của não cầu vỡ ra nhìn lại nhìn thấy là quang điểm ám lục dày đặc chu phàm của nén xung động mở ra nhãn thức chỉ liếc lâm quý đông một cái trầm giọng nói võ danh ba bốn có chiến nội rơi danh tiến vào bác địa không nếu có thì bảo bọn họ mau chóng lui về nếu cách ly người trở về kiểm tra cẩn thận tạm thời người không ra khỏi danh trước khi chưa có mệnh lệnh không được phép rời danh không cho phép võ giả mở ra nhãn thức quan sát hồng não ma trên trời nếu đã có võ giả làm như vậy tập hợp bọn họ lại xem có dị thường gì không nếu không có thì bảo bọn họ tới gặp ta từng mệnh lệnh của phàm được tuyên bố Lâm Quý Đông vội vàng ghi lại, sau đó chạy đi. Chu Phàm đợi Lâm Quý Đông rời đi rồi, hắn lại liếc Hồng Não Ma tách thành hai nửa. Đầu tiên là cấp bảo thạch bảy màu, hiện tại là Hồng Não Ma biến thành như vậy. Trong lòng Chu Phàm hiện lên một trận hàn ý khó có thể hình dung, chưa từng có tư từ liệu nào ghi chép Hồng Não Ma sẽ có biến hóa như vậy, Hồng Não Ma được gọi là không thể biết cấp quả nhiên đã phát sinh dị biến. Lâm Quý Đông rất nhanh đã dẫn theo hai võ giả luyện khí tam đoạn tới. Trên mặt hai võ giả này lộ ra vẻ ảo não, bởi vì bọn họ nhất thời lơ là mở ra nhãn thức quan sát hồng não ma đã dị biến. Quan sát sự vật không biết, điều này ở trong võ giả, chính là tối kỳ. Võ giả luyện khí tam đoạn trong hai võ danh ba bốn chỉ có hơn 10 tới 20. Nhưng đa số đều tu luyện nhãn thức, chỉ có hai võ giả sử dụng nhãn thức để quan sát hồng não ma trên trời, chứng tỏ võ giả khác đều rất cẩn thận, hoặc là che giấu không dám lộ ra. Có điều người dám giấu giếm vẫn rất ít, dẫu sao nếu thực sự có vấn đề, vậy phát hiện sớm xử lý sớm mới là lẽ phải. Đại nhân, chúng ta vừa mở ra nhãn thức để quan sát hồng não ma. Hai người chắp tay hành lễ, một người trong đó gấp giọng nói. Không cần quá lo lắng, thân thể của các ngươi hiện tại không sao, chứng tỏ khả năng gặp chuyện không may là rất nhỏ. Trúc Phàm bình tĩnh hỏi, các ngươi nhìn thấy gì? Điểm lục quang bên trong hồng não ma là gì? Hai võ giả luyện khí tam đoạn ngơ ngác nhìn nhau, một người trong đó run giọng nói. Đại nhân, tôi quá xa thì chúng ta không nhìn rõ, nhưng ở gần thì có thể nhìn ra, đều là tiểu não ma sơ hình. Tiểu não ma sơ hình, Chu Phàm chỉ cảm thấy da đầu run lên, nếu đều là tiểu não ma sơ hình, vậy có bao nhiêu? Dùng thể tích bao phủ toàn bộ bắc địa của hồng não ma để tính, số lượng này chỉ sợ là phải dùng ước làm đơn vị để tính toán. Xem ra suy đoán lúc trước nói tiểu não ma chỉ là hồng não ma phóng ra để hấp thu năng lượng chưa chắc đã chuẩn xác. Trong cơ thể hồng não ma dựng dục nhiều tiểu não ma sơ hình như vậy. Chu Phàm không hỏi nữa, bởi vì yêu bài nhi loan ti của hắn sáng lên kim quang. Hiển nhiên là có người khởi sướng, tận triệu tập khẩn cấp, triệu tập tất cả tu sĩ đến thương nghị việc. Chú Phàm gọi Lâm Quý Đông tới dặn dò vài câu, bảo hắn trông coi danh địa. Rồi dẫn theo tiểu muội vội vã rời khỏi. Rất nhanh chú Phàm đã tới liều bạt lớn của chủ danh, trong lều trại đã tụ tập không ít tu sĩ, đa nhao nhao thấp giọng nói chuyện, truyền vào trong tai đều là thảo luận đối với hồng não ma vỡ ra thành hai nửa. Bất tiếu đạo nhân và tự không đều có mặt, hai người bọn họ cũng đang thấp giọng trao đổi. Sắc mặt ngương trọng, không bao lâu sau. Tu sĩ toàn bộ đều tê tụ trong lều bạt lớn của chủ danh. Hồng não ma xuất hiện biến hóa, Mọi người nói ra cái nhìn của mình đi. Chương 2115, rút lui. Bất Tiếu đạo trưởng thấy người đã đủ, hắn nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hỏi. Trong lường trại trong nhất thời yên tĩnh không tiếng động, Viên Ác nói trước, ngươi dưới mạo hiểm dùng nhãn thức quan sát, hồng não ma tách thành hai nửa bên trong toàn là tiểu não ma sơ hình, số lượng rất khổng lồ. Các tu sĩ vẫn chưa biết tin tức này đều mặt lộ vẻ kinh sợ, nếu toàn là tiểu não ma sơ hình, mối chốt là hồng não ma sẽ phát sinh biến hóa gì? tư liệu trước kia căn bản không nói hồng não ma sẽ có biến hóa như vậy phượng tinh bá vội nói trước kia hồng não ma xuất hiện chỉ cần tiêu tốn một số thời gian tiêu diệt tiểu não ma hồng não ma sẽ biến mất nhưng hiện tại xuất hiện biến hóa như vậy không ai biết nên làm như thế nào mới tốt đây không phải là quái quyệt bình thường mà là tồn tại không thể biết cấp đứng trên đỉnh của quái quyệt mỗi một biến hóa không biết thậm chí đều có khả năng sẽ tạo thành thương vong to lớn trước khi đi đã hạ lệnh tất cả võ giả trong danh địa không thể ra ngoài sắc mặt trần vũ thạch ngưng trọng nói nhưng trước đó đã có võ giả tiến vào bắc điện bọn họ đã bắt đầu rời khỏi bắc điện chạy về rồi trên thực tế may mà bọn họ tiến tới không tính là quá sâu cho nên vị trí của danh địa một mực thiết lập tại địa vực tân ngoài bắc điện nếu qua hai ngày nữa vậy thì khó nói việc này tất nhiên có người giới xử lý các tu sĩ không cần quan tâm ta đã hạ lệnh rồi sai người liên tục giám thị biến hóa của hồng não ma cùng với bắc điện nhưng trước mắt chưa có tin tức chuyên đến viên ác lắc đầu nói chẳng lẽ đầu tiên có kết quả, chúng ta chỉ có thể chờ như vậy à? Đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Có tu sĩ không nhịn được mở miệng nói. Nếu không thì làm sao? Có người phản bác, phái người vào bên trong điều tra. Không được, làm vậy thật sự quá nguy hiểm. Không mạo hiểm chỉ sợ là không được. Ta không tán thành, ta đồng ý. Ta cảm thấy, trong lều chặn mỗi người một câu, rất nhanh liền nối lên tranh luận. May chu phàm nhân lại, không gia nhập vào trong tranh luận này. Bất tiếu đạo nhân gõ nhẹ bàn, lạnh lùng nói. Im lặng, trong đầu chạy lại trở nên yên tĩnh nhìn bất tiếu đạo nhân vào tự không các ngươi cho rằng hồng não ma biến hóa như vậy dưới tình huống ác liệt nhất chuyện sẽ diễn biến thành bộ dạng gì bất tiếu đạo nhân chậm rãi nói đừng nữa cãi nhau nữa lần lượt nói đi đạo trưởng chu phàm nói trước ta cho rằng là tất cả tiểu não ma sơ hình toàn bộ sẽ từ trên trời rơi xuống trong lầu chạy lại yên tĩnh bọn họ vừa nghĩ tới hình ảnh tất cả tiểu não ma sơ hình trong hồng não ma đều từ trên trời rơi xuống ra đầu lại run lên nhiều tiểu não ma sơ hình như vậy nếu thực sự rơi xuống vậy sợ rằng không chỉ khôi hầu huyện thiên mã huyện phi hạc huyện mà thậm chí hai huyện cao tượng cư hùng cũng sẽ gặp tai ương cũng chính là toàn bộ tiêu lôi châu không thể tồn tại nữa hiện tại bất kỳ công kích đã biết nào đối với tiểu não ma sơ hình đều vô hiệu đây căn bản không phải là nhân lực có thể ngăn cản hơn nữa tình hình trục phàm nói rất có khả năng sẽ phát sinh bởi vì lúc trước khi hồng não ma xuất hiện đã từ trên trời rơi xuống tiểu não ma sơ hình đây chỉ sợ là tình hình đáng sợ nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến Phụ Tinh Bá đứng lên, hai tay hắn chống lên mặt bàn, thanh âm trầm trọng nói: Ta cho rằng dưới tình huống không rõ tất cả danh địa tốt nhất trước sau rút đến cự ly đủ an toàn, tĩnh quan kỳ biến, rồi lại làm ra đối sách tương ứng. Nếu tiểu não ma sơ hình ở trên trời thật sự giống như Chu đại nhân nói sẽ rơi xuống toàn bộ, vậy võ giả của tất cả có bao nhiêu người có thể sống sót? Thậm chí trong chúng ta chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống sót. Đối với Tiêu Lôi Châu cũng là tổn thất khó có thể thừa nhận. Phụ Tinh bà nói đến đây hắn lại tạm dừng một chút nói. Cũng phải thông chi cho các võ giả không phải quan gia đó. Có điều ta nghĩ đại bộ phận bọn họ đã sớm bắt đầu rút lui rồi. Lời nói của Phượng Tinh Bá có được sự đồng ý của không ít tu sĩ trong lều trại, nhất là tu sĩ bên thế gia. Cơ hồ đều tỏ vẻ tán thành, bất tiếu đạo nhân và tự không đều mặt lộ vẻ do dự. Viên ác và Trần Vũ Thạch cũng đang do dự. Lời Phượng Đạo Hữu nói không phải không có lý, chư vị, khi đạn thì phải không ngừng ứng biến nhanh. Chu Phàm cũng suy nghĩ một chút, mở miệng đồng ý với ý kiến của Phượng Tinh Bá hiện tại tiểu não ma đã phát sinh biến hóa, vậy tiêu diệt tiểu não ma sẽ không còn là quan trọng nữa, chúng ta có thể rút lui trước, quan sát tình huống. Chương 2116, thăm dò biến hóa, Trúc Phàm cũng cảm thấy ở lại là rất nguy hiểm, từ lui trước đã, nếu tiểu não ma sơ hình thật sự rơi xuống, bọn họ ít nhất cũng có khoảng cách nhất định để giảm sóc. Về phần sau này nên xử lý những tiểu não ma sơ hình rất có thể sẽ càng quét toàn bộ tiêu lôi châu này thế nào. Chu Phàm cho rằng sợ rằng đã vượt quá phạm vi năng lực mà Tiêu Lôi Châu có thể xử lý, Cân Thiên Nam đạo thậm chí bên kính đô đưa ra một phương án thích hợp, càng lúc càng nhiều tu sĩ mở miệng đồng ý rút lui. Tuệ Không hơi gật đầu với Bất Tiếu đạo nhân, Bất Tiếu đạo nhân bình tĩnh nói: "Vậy trước tiên để các dân rút lui, có điều thăm dò cần thiết là không thể thiếu, ta kiến nghị là tu sĩ chúng ta tạo thành một đội tham dò, xâm nhập Bắc địa quan sát biến hóa này." Lời này vừa được nói ra, sắc mặt không ít tu sĩ biến thành khó coi, lúc thế này mà tiến vào Bắc địa, nói không chừng sẽ không ra được nữa. Cái này không cần thiết đâu. Một tu sĩ lên tiếng phản đối, để ngươi giới tạo thành đội thăm dò, quan sát được tình huống gì thì báo cho chúng ta biết, không phải chúng ta tiếc mạng, mà là một khi chúng ta xảy ra chuyện, ai sẽ chủ trì đại cục. kế hoạch tiêu diệt tiểu não mà lúc này cũng hủy ha, các ngươi nghe ta nói hết đã. Đối mặt với tiếng phản đối, bất tiếu đạo nhân bình tĩnh nói. Bác địa khôi hầu lớn như vậy, ngươi dưới đương nhiên phải tạo thành đội thăm dò số lượng nhất định thăm dò biến hóa hiện tại của bắc địa. Như làm như vậy là không đủ, không có đội thăm dò từ tu sĩ tạo thành, và nhất đội thăm dò khác đều xảy ra chuyện, toàn bộ chết ở bên trong. Vậy chúng ta làm sao có thể biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì? Luận năng lực sinh tôn, đội thăm dò võ giả tạo thành làm sao so được với đội thăm dò tu sĩ tạo thành? Cho nên ta cho rằng đội thăm dò tu sĩ tạo thành dưới tình hình trước mắt là phải có, không cần đi toàn bộ, nhưng ít nhất cũng phải 5 người trở lên. Việc này là ta đề nghị, để công bằng, ta đương nhiên sẽ đi. Tuệ không đại sư, chuyện danh địa phiền ngươi bất tiếu đạo nhân nói xong nhìn về phía tệ không ở bên cạnh bất tiếu đạo nhân đi rồi tệ không đương nhiên phải ở lại chủ trì đại cục a di đà phật đạo trưởng cứ yên tâm tệ không chắp tay trước ngực nói trong lều trại lại yên tĩnh mọi người hiểu chuyện đội thăm dò tạo thành tu sĩ là không thể phản đối rồi ánh mắt của không ít người đều trở nên lấp lánh sợ bị chọn vào trong đội thăm dò dẫu sao đang ngồi đây chỉ cần là người không ngu đều biết khi hồng não ma phát sinh biến hóa đi thăm dò bắc địa là một chuyện rất nguy hiểm nhưng không ai có thể nói bất tiếu đạo nhân làm sai. Đội thăm dò tu sĩ quả thật rất cần thiết, có ai tự nguyện không? Lần thăm dò này bất kể là kết quả thế nào, ta và tuệ không đại sư đều hứa sẽ cho chú vị gia nhập đội thăm dò công hơn lớn nhất, bất tiếu đạo nhân lại nói. Có người do dự, công hơn đích xác rất tốt, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, chu phàm rất khao khát công hơn, nhưng trong lòng hắn cũng có băn khoăn. Tính ta vào, ngật miêu phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói tất cả mọi người đều nhìn ngật miêu phu nhân đau hắc xa này sau ngật miêu phu nhân vẫn không ai mở miệng a di đà phật đã không ai tự nguyện để công bằng thư viện đã có hai người gia nhập đội thăm dò vậy đại phật tự chúng ta lấy ra một người thế ra phải ra một người qua gia nghi loan cũng phải ra một người như vậy là ngom đủ năm người tệ không kiến nghị kiến nghị này có được tán thành kế là tu sĩ trong lều trại chia làm ba đội thảo luận do nhà nào gia nhập đội thăm dò tu sĩ quan gia nghi loan ti cũng chỉ có chu phàm Trần Vũ Thạch, Viên Ác ba người. Cho dù bọn họ đều có phái hệ riêng, nhưng ở bên ngoài thì vẫn là người của Nghi Loan Ti, không thể chia vào đại Phật tự hoặc là thư viện. Ba người Chu Phàm nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng, Chu Phàm ho khẽ một tiếng nói: "Chúng ta rút thăm quyết định đi." "Cũng tốt." "Rút thăm là công bằng nhất." Viên Ác gật đầu nói. Kết quả rút thăm rất nhanh đã ra, bị rút chúng là Chu Phàm. Chu Phàm nhíu mày, không nói gì. Xác suất rút chúng hắn cũng không có gì lạ. Hơn nữa cho dù là mạo hiểm, cũng sẽ đạt được một phần công hơn rất lớn, cùng lắm thì cẩn thận một chút. Bên đại Phật tự chọn ra tiến vào đội thăm dò là một tăng nhân tên Viên Đan, về phần bên thế gia thì là Phượng Tinh Bá. Sau khi thành viên của đội thăm dò được quyết định, mọi người lại vội vàng thương lượng vài câu, rời khỏi lều trại, tuyên xuống mệnh lệnh lui ve phía sau mà danh địa đã xác nhận. Chương bảy, thăm dò biến hóa 2. Mệnh lệnh được trên xuống từng tầng, tất cả võ giả trong danh địa đều hành động, ngươi dỡ lầu trại, người thu dọn đồ, lộ ra ẩm mà ngay ngắn trật tự bọn trúc phàm biết được người lúc ban đầu tiến vào bắc địa đều trở lại không ai xuất hiện dị thường cũng không ai phát hiện trong bắc địa tồn tại biến hóa dị thường gì đồng thời chuẩn bị di chuyển bọn trúc Chu phàm hạ lệnh dùng tốc bộ nhanh nhất tổ chức 12 đội thăm dò võ giả chuẩn bị tiến vào bắc địa thăm dò mà các võ giả không phải quan gia ở ngoài danh địa thân lớn đều bỏ chạy theo phương hướng ngược lại với bắc địa muốn rời xa nơi có thể biến thành nguy hiểm hơn này ngay khi tất cả được chủ bị đâu vào đấy tiếng ong ong vang lên chấn cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng trong nháy mắt chu phàm bị tiếng ong ong chấn cho choáng váng hắn lập tức cảnh giác vận chuyển chân khí trong cơ thể ngăn cách tiếng vang ong ong này không chỉ chu phàm làm như vậy cơ hồ đại đa số tu sĩ võ giả đều có cách làm tương tự hồng não ma tách thành hai nửa quang hoàn ám lục to lớn đó xoay tròn ở trung tâm phía dưới mặt cắt của hồng não ma dung hợp thành một đoàn quang mang ám lục quang mang phóng cột sáng ám lục xuống đại điện chiếu cho toàn bộ bắc điện đều trở nên xanh lét quang mang tới rất nhanh lan ra ngoài bác địa, trong danh địa có người không ngừng vam lên hết kích hoạt phù trận của danh điện phù trận của danh địa được kích hoạt từng võ danh được quang quyển màu vàng bao phủ võ giả không phải quan gia ở cách đó không xa nhìn quang mang ám lục lan tới đều nhanh chóng bỏ chạy chỉ mong mình có thể mọc ra một đôi cánh nhưng bọn họ có nhanh tới mấy cũng không nhanh bằng tốc độ chuyên bá của quang mang ám lục các võ giả không phải quan gia đều bị quang mang ám lục bao phủ phát ra từng tiếng kinh hô vội vàng lấy ra phù khí cụ chuẩn bị chống đỡ sự xâm nhiễm của nguyên rùa độc tố chỉ là bọn họ rất nhanh hơi ngẩn ra bởi vì bọn họ không cảm thấy chịu bất kỳ sự xâm nhiễm nào ngay khi các võ giả không phải quan gia đang kinh nghi bất định trong võ dân quan gia bọn trúc phàm cũng qua quang quyền màu vàng của phù trận quan sát quang mang ám lục không thể thẩm thấu vào này các phù sư chạy nhanh tới nghiên cứu quang mang ám lục này trúc phàm nhìn một lúc không nhìn ra quang mang ám lục này có chỗ nào kỳ dị hắn di rời tầm mắt nhìn cô sáng ám lục ở trung tâm bắc địa từ hồng não ma vuông góc hạ xuống cô sáng ám lục lờ mờ có quang hoa tỏa ra Chu Phàm vốn đang ở trong danh địa chủ chờ đội thăm dò xuất phát, rất nhanh có võ giả chạy tới, nói chư vị đại nhân mời hắn tới. Chu Phàm đi vào trong lều trại chủ nghĩ sự, trong lều trại chủ chỉ có không đến một nửa tu sĩ, đó là bởi vì sự phát đột nhiên, có không ít tu sĩ đều bị ngăn cách ở dân địa khác, trong nhất thời không thể chạy tới. Nhưng may mà một số nhân vật trọng yếu như bất tiếu đạo nhân, tuy không đều ở trong danh địa chủ, hiện tại đương nhiên cũng đang ở trong lều trại. Đợi ngươi có thể đến đều đến, các tu sĩ trong lều trại đều sắc mặt ngưng trọng chờ một chút đi. Bất tiếu đạo nhân thở dài một tiếng nói. Hiện tại chưa điều tra rõ tính chất của quang mang ám lục khuếch tán ra. Nói gì cũng dư thừa, về phần thăm dò, lại không thể nói nữa. Mọi người kiên nhẫn đợi một lúc, rất nhanh người dưới đều truyền kết quả tới. Qua điều tra, quang mang ám lục từ bắc địa khuếch tán ra, không có dị thường đặc thù gì. Đối với sinh linh lại không trinh ra bất kỳ nguy hại gì, có được kết quả như vậy. Mọi người trong lều trại nhất thời không ai lên tiếng nói chuyện. Quang mang ám lục không có vấn đề điều tra của người giới đối với quang mang ám lục này đầu tiên là ném những tiểu thú khoanh ngươi trong dân địa như chuột ngào. chó vào trong quang quyển phù trận chú ý biến hóa của chúng tiếp theo là cũng phóng ra những thứ như vải diệt, kim loại khí cụ quan sát xem có sinh ra biến hóa đặc thù hay không rồi sau đó chính là mang tiểu thú về sau đó kiểm tra thân thể của chúng có tồn tại lực lượng dị thường hay không trạng thái tinh thần của chúng có dị thường hay không như hốt hoảng do đẫn vân vân nói ra thì đơn giản nhưng trên thực tế quy trình thao tác sẽ dường ra cẩn thận hơn so với nó rất nhiều lần. Có một số nguyên rủa cho dù là trải qua một đoạn thời gian rất dài mới chậm rãi phát tác, nhưng bất kể như thế nào, nếu là nguyên rủa, rất nhiều lúc đều tác dụng lên thân thể và hồn phách, cho dù là chậm chạp phát tác nguyên rủa, đều sẽ có lực lượng đi trước xâm nhập ăn mòn mới đúng. Cho nên cũng không sợ không tra được. Quan gia cùng với các thế lực lớn đối với quái quỷ không biết đã sớm có đối sách tư ứng để kiểm tra, dưới sự trợ giúp của các loại công cụ, sau một phen kiểm tra như vậy, xác suất chính xác là cao tới 9 thành 9. Chương 2118, tiểu não ma biến mất, cho nên trong lầu trại không ai nghi ngờ kết quả điều tra như vậy. Mấu chốt của vấn đề là biến hóa như vậy sẽ dẫn tới kết quả gì? Hiện tại trong Bắc Địa, nhất là nơi cổ sáng ám lục Hàng Lâm, hiện tại thế nào rồi? Phượng Tinh Bá trầm giọng nói. Vấn đề như vậy là không thể ngồi ở đây thảo luận ra. Tâm tình bất tiếu đạo nhân rất trầm trọng, trước khi hắn tới, vị lão hạc tử đoán mệnh kia từng nói với hắn lần này là đại hung, hiện tại sen ra không phải là nói đùa chúng ta phải làm ra quyết định là theo kế hoạch rút phù trận phòng ngự dựa theo kế hoạch cũ rút lui danh địa và thăm dò bắc điện hay là làm ra thay đổi tương ứng Trúc phạm hỏi cứ rằng coi như vậy đối với quang gia mà nói không có bất kỳ lợi ích gì ngươi có thể làm ra quyết định như vậy đều ở trong lều trại này ta cho rằng ánh sáng khuếch tán ra đó không ảnh hưởng đối với chúng ta vậy dựa theo kế hoạch cũ mà chấp hành hơn nữa càng nhanh càng tốt tuyệt không trầm giọng nói bọn họ có thể phải chạy đua với thời gian ta đồng ý với ý kiến của tự không đại sư bất tiếu đạo nhân vật đầu nói vậy nhi lon ti và thế gia còn lại chưa tỏ thái độ ta không tán thành đương nhiên ta cho rằng không nên tiếp tục ở lại nơi này nhưng nên từ bỏ thăm dò tất cả mọi người lập tức rời khỏi bắc địa rời khỏi khôi hầu huyện biến hóa của hồng não ma càng lúc càng nhiều chúng ta ở lại thật sự quá nguy hiểm phượng tinh bá đại biểu thế gia lên tiếng phản đối hiển nhiên chi của thế gia là muốn từ bỏ bắc địa thậm chí khôi hầu huyện về phần ảnh hưởng về sau có thể chậm rãi nghĩ biện pháp để giải quyết hai người các ngươi cảm thấy sao chu Phạm thấp giọng hỏi trần vũ thạch và viên ác trần vũ thạch nhíu mày nói ta cảm thấy vẫn chưa tới mức phải rút khỏi bác điện ta cũng không tán thành hiện tại rời đi viên ác nghiêm mặt nói hai người của nghi loan ti đều nói như vậy chu phàm phản đối cũng vô dụng hơn nữa hắn cũng cảm thấy chưa đến tình trạng như phượng tinh bà nói sau khi ba người thống nhất ý kiến do viên ác lên tiếng thay nghi loan ti Nói nên dựa theo kế hoạch cũng mà. Tu sĩ bên thế gia, sắc mặt đều biến thành có chút khó coi, nếu thế gia cảm thấy không được, vậy có thể đi trước. Bất Tiếu đạo nhân liếc các tu sĩ thế gia do Phượng Tinh bá cầm đầu, nói, "Rút trước, tu sĩ thế gia chỉ đến viện trợ quan gia. Nếu bọn họ muốn đi, quả thật không ai ngăn được. Nhưng nếu bọn họ thực sự làm ra hành động vi phạm chuyện mà thư viện, đại Phật tự, Như Lân đều đồng ý, vậy thế gia sau lưng bọn họ sau này lợi ích mà bọn họ có thể có được sẽ giảm bớt rất nhiều. thế gia đó là quan gia ủng hộ sẽ khó tránh khỏi bước về phía suy yếu. cho dù là tiêu lôi châu đệ nhất thế gia phượng gia cũng vậy. cho nên cho dù bọn họ muốn đi cũng không thể không suy nghĩ tới những hậu quả đáng sợ đó. phượng tinh bà hơi lắc đầu, hắn không chút do dự từ bỏ ý đồ rút trước. các tu sĩ thế gia còn lại cũng vậy. chuyện đã được quyết định rất nhanh từng mệnh lệnh lại nhanh chóng được truyền xuống. từng danh địa sau khi có được mệnh lệnh dù dè rút phủ trận phòng ngự tiếp tục bắt đầu kế hoạch lui về phía sau nếu có thể bọn họ thậm chí hy vọng rút khỏi địa vực có quang mang ám lục bao phủ chỉ là có thể làm được hay không vẫn phải đợi danh địa lui về phía sau rồi tiếp tục nghiên cứu việc này đã không liên quan gì tới chu phàm đội thăm dò đã bắt đầu xuất phát đội thăm dò từ 12 võ giả tạo thành giới quang mang ám lục chiếu xuống tiến vào bắc địa đội thăm dò tu sĩ do 5 người chu phàm bất tiếu đạo nhân ngật miêu phu nhân viên đàn phượng tinh bá tạo thành cũng dù sẽ tiến vào bắc địa thế là mục tiêu của chúng ta đã rất rõ ràng bất tiếu đạo nhân thi triển thân pháp chạy về phía trước chỉ vào cột sáng ám lục từ trung tâm bắc địa rủ xuống hy vọng ta có thể tận lực tiếp cận cột sáng ám lục xem thử biến hóa của nó bốn người trục phàm đều hơi gật đầu nơi còn lại giao cho 12 đội thăm dò võ giả mà năm người bọn họ chính là thử tận lực tới gần cột sáng ám lục ở trung tâm bắc địa chỉ có như vậy mới có thể làm rõ nó đã phát sinh dạng biến hóa gì bất tiếu đạo nhân đi ở trước nhất mà bốn người chu phàm đi theo phía sau bất tiếu đạo nhân đều tự phụ trách để phòng phương hướng khác nhau cảnh giác nguy hiểm có khả năng xuất hiện bên cạnh ngật miêu phu nhân có một khối thi thể cùng một dòng tử hồn màu đen thi thể mặc quần áo màu trắng kèm mũ không nhìn rõ bộ dạng mà dòng tử hồn màu đen đó thì chân không chạm đất bay tới trên cổ viên đan đeo một chuỗi tràng hạt màu bạc trên mỗi hạt châu đều khắc phù văn chu phàm mơ hồ biết được thực lực của vị viên đan hòa thượng này đã tiến vào nguyên dịch cảnh chương hai càng lúc càng gân. Bên hông Phượng Tinh Bá đeo một thanh trường kiếm, trên khuỷu tay của hắn có hỏa diễm đỏ thẫm lượn lờ, cũng có thực lực nguyên dịch cảnh. Sau lưng Chu Phàm là con chó mập mạp, Chu mập mạc, mạc thần ẩn ngồi trên đầu chó, hắn vận chuyển chân khí bao phủ toàn thân, mang theo tiểu muội, thời điểm mấu chốt có lẽ có thể dựa vào toái không cốt của tiểu muội để chạy trốn. Mọi người đối với Chu Phàm mang theo một con chó đi cùng thì không có ý kiến, bọn họ cũng đã quen phía sau Chu Phàm có một con chó rồi. Hơn nữa đây hiển nhiên không phải chó bình thường, chó bình thường chạy không thể nhanh như vậy, cho dù thịt béo toàn thân nó run rất dữ tốc độ của mọi người không tính là quá nhanh chỉ dùng tốc độ bình thường chạy về phía trước bác địa đã phát sinh biến hóa cho dù bọn họ đều là tu sĩ thực lực không tồi cũng không dám vì vậy mà có bất kỳ lơ là gì trước kia tiến vào bác địa khôi hầu chung quanh đều lộ ra có chút u ám nhưng hiện tại lại bởi vì cột sáng ám lục chiếu rọi đều biến thành xanh mơn mường. thân thể của bọn chu phàm giống như bị phủ kín một loại vài ánh sáng ám lục đi tới trong châm mặc có điều năm người theo đi tới rất nhanh liên phát hiện một tiểu não ma cũng không thấy, bởi vì mấy ngày trước đã tiến tới tiêu diệt. Mọi vi bắc địa không nhìn thấy tiểu não ma cũng không có gì lạ, nhưng hiện tại bọn họ đã đi về phía trước được một đoạn thời gian không mắn, Địa trí này chắc có từng đàn tiểu não ma xuất hiện mới đúng, vấn đề là không có, trong tâm nhìn của bọn họ một tiểu não ma cũng không thấy, năm người không thể không dừng chân, bắc địa hoang vu, Lọt vào trong tâm mắt chỉ có thể nhìn thấy địa hình trụi lùi, không thấy bóng dáng của bất kỳ tiểu não ma nào. Nhi thức của Chu Phàm một mực duy trì trạng thái lắng nghe cực hạn, hắn lắc đầu nói không nghe thấy bất kỳ tiếng chạy nào tiếng ong ong xuất hiện lúc ban đầu hiện tại cũng biến thành từng đợt từng đợt chu phàm cũng là dựa theo tiếng ong ong đó mà đi tới hắn mới có thể dùng nhĩ tức lắng nghe tình huống chung quanh trước tiên để người của các đội thăm dò báo cáo tình huống đã bất tiếu đạo nhân suy nghĩ một chút nói trước lúc xuất phát cân nhắc tới tính gấp gáp của tình huống thăm dò cho nên đều trang bị khí cụ truyền âm trong mỗi đội thăm dò loại khí cụ truyền âm này có chút tương tự với truyền âm phù ngàn dặm Cửa ly có thể đạt tới không bằng truyền âm phù ngang dặm, tư thế là ở chỗ nhiều lần sử dụng nhiều lần. Trao đổi với 12 đội thăm dò do ba người bất tiếu đạo nhân, Chu Phàng, Phượng Tinh Bá phụ trách, Ve Vân ngật Miêu phu nhân và Viên đăng khi bọn họ đã thông thì cảnh giới cho bọn họ. Bọn họ đều lấy ra một ngọc bội hình tròn, kích hoạt khí cụ truyền âm tên là Tiêu Tức Ngọc này. Trao đổi với mỗi đội thăm dò võ giả cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. 12 đội thăm dò võ giả hiện tại không gặp phải bất kỳ nguy hiểm lạnh lùng, chỉ là có một số đội ngũ đến địa vực vốn nên có thể phát hiện tiểu não ma lại không nhìn thấy bất kỳ tiểu não ma nào trước mắt không có đội thăm dò nào phát hiện tiểu não ma sau khi các trao đổi với đội thăm dò võ giả năm người chu phàm đều hiểu chuyện càng lúc càng không thích hợp tiểu não ma đi đâu rồi đều ở sâu trong bắc địa sao hay là chu phàm ngửa đầu nhìn hồng não ma bồng bềnh trong không trung não cầu đã tách thành hai nửa trong não cầu vẫn có quang điểm ám lục như không đếm được chẳng lẽ biến thành tiểu não ma sơ hình về lại trên trời rồi à? Nhưng cho dù về lại trên trời, thân thể chúng lưu lại đâu? Tan chảy biến mất sao? Năm người trao đổi một lúc, đúng như hơn mà nói thì là bốn người trao đổi. Ngật miêu phu nhân rất ít lên tiếng, chỉ là bọn họ cũng không thể đưa ra được kết luận hữu dụng gì. Đẩy nhanh tốc độ, có lẽ đến nơi đó, chúng ta có thể có được đáp án của tất cả vấn đề. Bất tiếu đạo nhân nhìn cô sáng ám lục nói. năm người bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, chạy tới phương hướng cột sáng ám lục. Đến về sau, tốc độ nhanh đến tiểu mũi cũng có chút khó có thể theo kịp chu phàm giống như trước kia một tay sách tiểu mũi măng nó cùng chạy vấp về phía trước bọn họ chạy vấp trên mặt đất hoang vu bị tiểu não ma đã cắn nuốt hết không gặp phải bất kỳ trở ngại nào chỉ gặp phải khe rãnh sơn lĩnh mới hơi đi vòng lúc trước đã giận dò nếu 12 đội thăm dò võ giả phát hiện bóng dáng của tiểu não ma hoặc chuyện kỳ quái khác đều phải lập tức báo cáo cho bọn chu phàm nhưng tiêu tức ngọc trong tay bọn họ lại chậm chạp không có thanh âm vang lên Năm người còn một độ cho rằng người hai đội thăm dò võ giả xảy ra chuyện, chỉ là bọn họ dùng tư tức ngọc để liên hệ với một hai đội thăm dò trong đó. Phát hiện bên đội thăm dò vẫn có đáp lại, không xuất hiện đại sự gì. Đội thăm dò võ giả không báo cáo là vì bọn họ quả thật không phát hiện được gì, trừ 2120, càng lúc càng gần hay, chưa đầy nhanh tốc độ, năm người đã có thể nói là tiến vào địa vực trung tâm Bắc Điện, cô sáng ám lục dường như đã lần trong gang tức. chỉ có ở gần, bọn họ mới triệt để thấy rõ, cô sáng ám lục giống như cột chống trời. Độ rộng của nó ít nhất cũng hơn 30 trượng, nhìn thì giống như một tòa cự sơn rất cao, quang mang cũng biến thành càng lúc càng chói mắt, năm người chỉ cần nhìn chằm chằm vào cột sáng ám lục, mắt sẽ đau nhói rời lệ, bọn họ không dám nhìn thẳng vào cột sáng ám lục trong thời gian dài, trên thực tế, cũng không thể nhìn thấy trong cột sáng ám lục tồn tại gì, bởi vì quang mang ám lục quá sáng, căn bản không nhìn rõ, hay là thôi, đừng đến gần, Phường Tinh Bá cảm thấy tim mình đập kịch liệt, hắn có chút sợ phía trước, không muốn đi tới nữa gần thêm một chút lúc này chúng ta trở về chẳng phải là về tay không sao bất tiếu đạo nhân không muốn không có thu hoạch gì bọn họ lại lãng phí nhiều thời gian như vậy hà có thể tay không mà về a di đà phật đạo trưởng nói rất có lý đừng quên mục đích của chúng ta còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta mang tin tức hữu dụng về mặt viên đa lộ vẻ kiên nghị nói phượng tinh bá thấp giọng mắng một công chu phàm và ngật miêu phu nhân không mở miệng nói chuyện nhưng trên thực tế coi như là ủng hộ cái nhìn của bất tiếu đạo nhân đã đi 90 bước rồi. Trước khi không phát hiện nguy hiểm, không thể không đi 10 bước cuối cùng. Bước chân của mọi người chậm lại, bọn họ quan sát địa hình một chút, đi xuyên qua hẻm núi trụi lùi. Khi từ hẻm núi đi ra, bọn họ hơi ngẩn ra. Bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy mấy chục tiểu não ma, chỉ là bọn họ không vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì thân thể của mấy chục tiểu não ma đó dưới quang mang ám lục không ngờ là sáng chói. Mấy chục tiểu não ma này không ngờ đều là tiểu não ma cấp bạc, có thể so với võ giả luyện khí tam đoạn tiểu não ma cấp bạc phát hiện năm người chu phàm phát ra một tiếng giam rú toàn bộ đều lao tới tiếng chạy khiến cho cả cửa hẻm núi dung truyền. giết chúng bất tiếu đạo nhân nghiêm mặt rút trường kiếm ra chém một kiếm một đạo kiếm cương màu xanh to bằng cổ tay chém vào trên người một tiểu não ma cấp bạc xe thân thể của nó thành hai nửa phượng tinh bá gầm lên một tiếng toàn thân hắn có hỏa diễm đỏ thấm bốc lên hắn hóa thành hỏa nhân trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ giống như hỏa điều nhảy vào trong tiểu não ma đốt cháy mấy con tiểu não ma rồi bay ngược ra sao viên đan tháo chàng hạt trên cổ xuống cầm trong tay rồi ném ra ngoài chàng hạt tàn ra toàn bộ đánh lên trên người sáu tiểu não ma cấp bạc thi nhân áo trắng và tử hồn màu đen bên cạnh ngật mưu phu nhân nhảy vào trong tiểu não ma chém giết với chúng chu phàm từ lâu đã rút đao gì mỗi một đao chém ra đều là đao cương từ lãnh lam hỏa diễm ngưng tụ thành hoặc là đao cư ô OH hắc lôi hồ lựa lờ thu gặt những tiểu não ma cấp bạc cấp bậc không thấp này mấy chục tiểu não ma cấp bạc nhìn thì rất đáng sợ nhưng gặp phải năm tu sĩ bọn chu phàm căn bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì đã bị triệt đề giết chết sau khi tiểu não ma cấp bạc bị giết chu phàm đầu tiên là nhìn chung quanh sau khi không phát hiện tiểu não ma nữa hắn bắt đầu dùng đao cắt đầu một tiểu não ma cấp bạc ra tìm kiếm não hoàn màu bạc não hoàn màu đỏ thì hắn sớm đã hoang đủ còn thiếu chính là não hoàn màu bạc và não hoàn màu vàng ngật miêu phu nhân cũng vẻ mặt bình tĩnh lấy chùi thủ sẽ đầu tiểu não ma cấp bạc tìm kiếm não hoàn màu bạc ba người bất tiếu đạo nhân viên đan phượng tinh bá đều hơi nẩn ra hai người các ngươi còn có tâm tình tìm kiếm não hoàn à. Phượng Tinh Bá không thể tin nổi, nói. Vừa rồi bọn họ chính là gặp tới mấy chục tiểu não ma cấp bạc. Tiểu não ma như tiểu não ma cấp bạc rất nhiều lúc là xen lẫn trong trong một đống tiểu não ma cấp sắt hoặc cấp đầu, khi nhiều nhất chỉ là hai ba con. Đây chính là chuyện rất không tâm thường. Nếu không thì sao? Chú Phàng cúi đầu nói. Không gặp cũng gặp rồi. Ta không thể coi như không thấy những tài liệu này. Ngươi muốn nói gì cứ nói. Ta cũng không phải không nghe, ý của chu phàm rất đơn giản thu thập não hoàn và thương lượng đối sách là hai chuyện có thể làm cùng nhau ai là pha viên đan hỏa thượng do dự một chút tuyên một tiếng phật hiệu cũng gia nhập vào cuộc thu thập đây là chuyện không có biện pháp Hỏa thượng cũng thiếu tài nguyên tu hành ra mặt bất tiếu đạo nhân run lên bước về phía trước nói viên đan pháp sư tiểu não ma cốc bạn đó là ta giết ô xin lỗi đạo trưởng ta thiếu chút nữa thì quên viên đan hỏa thượng vội vàng buông cái đầu đó ra